chương 1100, miệng ta, ở chư gia, chư kỵ tu vi, tuyệt đối là nhất nổi bật người, sở dĩ hắn mới tự tin như vậy tâm nhuộn nhịp, có dũng khí khiêu khích tần trần mấy người. Luận thân phận, hắn là phong liên thành chư gia, trưởng quản phong liền với núi mạch mạch khoáng, yêu kiếm thành trong không ít tiểu gia tộc đều có thể nịnh bợ đối tượng. Luận thực lực, chính hắn cũng là thất giai sơ kỳ vũ vương, còn trẻ đắc chí, tu vi bất phàm. Tự nhiên dưỡng thành hung hăng phách lối nhị thế tổ tính cách. Hiện tại, Tần Trần dám hướng hắn động thủ, tức khắc nộ theo tâm lên, thất giai sơ kỳ vũ vương tu vi triệt để phóng thích, trên lòng bàn tay, hoa quang nở rộ, toàn bộ đại sảnh giống như cuốn lên sóng to gió lớn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trong lòng hạ quyết tâm muốn cho tần trần một cái hung hăng giáo huấn, lại để cho đối phương mỹ nữ kia yêu thương nhung nhớ. Hắn nào biết đâu rằng, tần trần căn bản không đem hắn để ở trong lòng, đừng nói chưa kỵ chỉ là thất giai sơ kỳ vũ vương, coi như là thất giai hậu kỳ vũ vương thì như thế nào. Bình thường vương cấp trong thế lực mạnh nhất lão tổ, cũng liền thất giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù là này chư ra chỗ chư ra lão tổ cầm lại, cũng chính là một cái tát sự tình. Ừm, um, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vỗ xuống một trường, trong đại sảnh nguyên bản nổi lên cuồng phong trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, trong nháy mắt gió êm sóng lặng, đồng thời chư kỵ thi triển ra trưởng uy đã bị hắn trong nháy mắt nghiền nát, trực tiếp bóp cổ sốc lên tới. Không có khả năng, chư kỵ giống như con gà con một dạng bị mang theo, con người trừng tròn xoe, điên cuồng dẫy ruộng, nhưng chỉ là phí công, trong tay tần trần, hắn chính là một yếu kê, chân nguyên trong cơ thể liên tục cổ đáng, làm thế nào cũng không phá nổi tần trần trói buộc. Bằng hiếu, dừng tay, dừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Từ từ hiên cấp như là trên chảo nóng con kiến, vạn nhất chư kỵ bị đả thương, hắn từ ra không có chư ra sinh ý còn tốt, nếu là rước lấy chư ra trả thù, từ ra sẽ thảm. Nhưng hắn căn bản không dám động thủ, liền chư kỵ thiếu ra đều bị một chiêu chế phục, hắn đi lên, có lẽ liền một chiêu đều không kiên trì nổi thất giai sơ kỳ thiên tài Vũ Vương A, cứ như vậy bị một chiêu chế phục, tiểu tử này đúng là cái gì thế lực thiên tài. Cũng quá mạnh chứ, trong lòng vừa sợ vừa giận, người nói người cái này chưa kỵ thiếu ra tốt lành đi chiêu chọc người ra làm cái gì. Nhân ra đều đã đem phòng khách nhường lại, nhưng người còn muốn hung hăng, cái này được, bị giáo huấn đi. Nhưng hắn lại không thể mắt mở chừng chừng nhìn chưa kỵ bị giáo huấn, một khi chưa ra trách tội xuống, hắn từ ra không chịu nỗi, chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ, đồng thời báo ra chưa kỵ lai lịch để cho Tần Trần không lên quá phận, phóng đối địa phương, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Tần Trần nơi nào sẽ nghe, chỉ là nhìn chằm chằm chư kỵ, nói, miệng thúi như vậy, ăn cứt lớn lên sao? Nói xé rách người miệng, liền xé rách người miệng, ngẫm lại, Tần Trần theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh chân thạch, người có tiền, lão tử yêu thích sao? Từng thanh những thứ này chân thạch tất cả đều nhét vào chư kỵ trong miệng. Chân thạch cái gì cứng rắn, chư kỵ trong miệng hàm răng trong nháy mắt tất cả đều bị vỡ nát, Tần Trần còn không qua nghiện, lại đem lên một thanh, tiếp tục đi vào trong bỏ vào. Ngô ngô ngô, chư kỵ thống khổ gào thét, miệng đầy chân thạch làm sao bỏ vào được xuống dưới. Miệng đều bị bỏ vào nát vụn, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuôi lại, nhưng chư kỵ lại vô lực phản kháng, chỉ có thể thống khổ kêu gào lấy, như là bị dày vào tiểu tức phụ. chung quanh có ở trọ khách nhân thấy như vậy một màn, tất cả đều xì xì một tiếng bật cười, ngay cả trưởng quỹ cũng là buồn cười. Chư kỵ tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Từ nhỏ đến hắn, hắn còn chưa từng có như thế thể diện qua, trong lòng xấu hổ và giận dữ đồng thời trong cơn giận dữ, hận không thể đem tần trần thiên đao vạn quả. Xem ra ngươi còn không chịu phục, tần trần lạnh lùng nói ra, ba, chờ tay chính là một cái bà tai. Chư kỵ trong miệng bỏ vào chân thạch, một bà tai này lại, đau miệng đều nhanh muốn bạo tạc. Tần trần không có ngừng tay, ba ba ba, mười mấy bà tai tả hữu đi về đánh, chư kỵ đau trong miệng tiên huyết như là suối phun một dạng bắn mạnh đi ra, chỉ biết là ô ô ô kêu lớn, đau sắp mất đi sau cùng tần trần đem chư kỵ một thanh ném xuống đất dùng chân dẫm ở chư kỵ cái ót đem hắn mặt nghiền vào gạch trong nhớ kỹ sau này đừng tưởng rằng có mấy cái tiền lẻ là có thể hung hăng phách lối làm người vẫn là khiêm tốn một ít được cút cho ta một cước đá vào chư kỵ trên thân đem hắn trong nháy mắt đá bay ra khách sạn lăn đến bên ngoài trên đường cái đi thôi chúng ta đi nghỉ vỗ vỗ tay tần trần giống như đuổi đi một con ruồi một dạng ở người phục vụ dưới sự hướng dẫn tiến nhập khách sạn nội bộ những thị giả kia đều dùng chấn động ánh mắt nhìn Tần Trần, đây cũng quá hung hãn, trực tiếp đem người cả thảm như vậy, coi như là ở khách điếm, bình thường có nhìn thấy xung đột, nhưng giáo huấn như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đối phương há miệng, có lẽ đều đã nát vụn đi. Tần Trần lại lơ đỉnh, ở quy củ bên trong, hắn coi nhẹ bất luận kẻ nào, cho dù là chư kỵ sau lưng gia tộc lão tổ xuất thủ, có thể làm sao được hắn. Chỉ cần không phải yêu kiếm tông võ hoàng động thủ, hắn đều không sợ hãi. Chư thiếu, trên đường cái từ từ hiên vội vàng xông ra nhanh chóng đem chư kỵ phục lên miệng miệng ta chư kỵ ô ô vừa nói mồm miệng hàm hồ trong miệng phun máu từ từ hiên cũng không sợ dơ liền đem chư kỵ trong miệng chân thạch từng cục khu đi ra thảm liệt như vậy cảnh tượng hơn nữa còn là ở yêu kiếm thành khu nồng cốt vượt môn cửa tức khắc đưa tới không ít người đi đường vây xem từng cái quả thực cười phun chỉ thấy theo chư kỵ trong miệng từng cục mang huyết chân thạch bị khu đi ra giống như vô bờ bến, một chút thời gian phía trước chân thạch liền xếp thành một đống. Còn bà nó, ra hỏa này cái gì miệng, nuốt nhiều như vậy chân thạch. Cái này vì cũng quá nặng chứ, ta tính một chút, a h h ít nhất, 100 khỏa, ra hỏa này miệng là hậu môn sao. Rất có thể bỏ vào chứ, lợi hại, quá lợi hại, ta xem là người này trước ở nhất mộng thiên thu bên trong nháo sự, bị giáo huấn. Hắc hắc, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, đây chính là nhất mộng thiên thu, có thể ở ở đây mở khách sạn, người nào là tốt gặp nhau, người này phỏng chừng cũng là một cái yêu kiếm thành bên ngoài thiên tài, không biết trời cao đất rộng, đến chúng ta yêu kiếm thành dương oai tới. Đám người nghị luận ẩm ỉ, phần lớn đều là châm chọc khiêu khích. Chư kỵ nghe đỏ bừng cả khuôn mặt, gương mặt thành chưa can sắc, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không cách nào phát tiết, hận không thể nổi điên, trong ánh mắt đều phun ra lửa. Dùng hở miệng tức giận nói, hỗn đản, ta với người thế bất lưỡng lập, không báo thù này, thề không làm người. Chư thiếu, tính, từ từ hiên nhanh chóng khuyên nhủ, Hắn là sinh trưởng ở địa phương yêu kiếm thành người, tự nhiên biết yêu kiếm thành quy củ. Chư Kỵ muốn đối phó Tần Trần, tìm hắn chưa ra trưởng bối nhất định là không được, Nhất Mộng Thiên Thu cũng biết ngăn cản, bởi vì này vi phạm yêu kiếm thành quy củ, chỉ có tìm cùng tuổi tác thiên tài cường giả. Có lẽ Tần Trần lúc trước một chiêu liền chế phục Chư Kỵ thực lực đến xem, ở độ tuổi này có thể đi áp chế Tần Trần thiên tài lại có mấy cái. Có lẽ ít nhất phải cao nhất vương cấp thế lực, thậm chí hoàng cấp thế lực thiên tử kiêu tử chứ. Loại thời điểm này yêu kiếm truyền thừa đều nhanh mở, cái nào thiên tử kiêu tử không có việc gì tới giúp người báo thù. Đừng nói hắn từ tử hiên không có như vậy mặt mũi, chưa kỵ chỉ sợ cũng nâng. Trường 1101 kiếm cốc, phế vật, người cút cho ta, chư kỵ đem từ tử hiên đẩy ra, vẻ mặt đều là chán ghét. Theo hắn, từ tử hiên căn bản là giả mù sa mưa an ủi mình, trên thực tế chính là đang nhìn bản thân chê cười. Bằng không, bản thân trước bị giáo huấn thời điểm, làm sao không thấy hắn hỗ trợ. Bây giờ lại còn dám để cho mình tính, bị nhiều người như vậy chứng kiến bản thân mất mặt cảnh tượng, nếu là truyền đi, để cho sau này mình ở yêu kiếm thành trong phạm vi thế lực làm sao còn hốn. Đường đường chưa ra người thừa kế, cư nhiên bị người giáo huấn như vậy, liền báo thù cũng không dám báo thù, có lẽ gia tộc biết, cũng biết tước đoạt hắn kích tư cách người thừa kế. Kế trước mắt, chỉ có tìm người đem trước mấy người kia hung hăng dậy dỗ một trận, mới có thể tìm về mặt mũi. Chưa thiếu, từ từ hiên còn muốn nỗ lực một cái, dù sao chưa ra không thể trở mặt. Nếu không biến, bản thiếu liền ngươi một khối giáo huấn. Chư kỵ trừng hai mắt một cái, nộ khí trùng thiên. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sứt lời, vung tay lên, lười để ý từ tử hiên, vội vã rời đi. Từ tử hiên thở dài một hơi, do so dự một chút, nhưng trung quy không có đuổi nữa đi lên. Hắn là như vậy xí diện người, đối phương rõ ràng chướng mắt bọn họ từ ra, hắn lại đi nhiệt tình mà bị hờ hứng, lại có ý nghĩa gì. Trách thì trách, bọn họ từ ra quá yếu, ở yêu kiếm thành căn bản không có quyền phát biểu, chỉ có thể để cho người khi dễ. Lần này yêu kiếm truyền thừa là một cơ hội, chỉ cần ta thông qua khảo hạch, lấy được yêu kiếm truyền thừa, toàn bộ yêu kiếm thành sẽ trả dám để cho ta bị khinh bỉ. Đến khi đó, yêu kiếm tông tất nhiên sẽ tận lực mời chào ta tiến nhập tông môn, có yêu kiếm tông làm chỗ dựa vững chắc, ta từ ra cũng có thể ở nơi này yêu kiếm thành, ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Bất quá, yêu kiếm truyền thừa như thế nào đơn giản như vậy có thể có được. Từ từ hiên một bên cắn răng, một bên thở dài, rất nhanh cũng rời khỏi. Mà chưa kỵ rời đi nhất mộng thiên thu sau, một bên đau nhe răng trợn mắt, vừa nghĩ làm sao đi tìm tần trần báo thù. Yêu kiếm thành quy củ, hắn không phải không biết, trong nhà những thứ kia trưởng lão trưởng bối nhất định là không thể tìm. Trước không nói yêu kiếm thành không cho phép, chỉ là để cho các trưởng lão chứng kiến bản thân chật vật như vậy, đối với mình thân phận người thừa kế cũng không phải chuyện tốt. Vậy tìm ai tốt đây? Chư ra mặc dù là phong liên thành lão đại, nhưng ở này yêu kiếm thành, thật đúng là không có bao nhiêu quan hệ, bằng không cũng không cần phải tìm từ gia nhỏ như vậy gia tộc đến an bài khách sạn. Hơn nữa, muốn tìm người, nhất định phải thực lực siêu quần, bằng không không thể nào là tiểu tử kia đối thủ. Tuy là trước bị tần trần một chiêu đánh ngã, chưa kỵ nhiều hơn là cảm giác mình sơ suất, bị đối phương đánh lén thành công, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, cũng cảm thấy tần trần như thế nào đi nữa, cũng có một điểm bản lĩnh thật sự, không phải tùy tiện tìm người là có thể đối phó. Đúng, hứa vọng đại ca mấy ngày này dường như cũng ở đây yêu kiếm thành, không bằng đi tìm hứa vọng đại ca đột nhiên trừ kỵ nhãn tình sáng lên chợt vỗ hai tay tức khắc hưng phấn hắc hắc hứa vọng đại ca thế nhưng kiếm cốc cái thế thiên kiêu mà kiếm cốc nghe nói cùng yêu kiếm tông cũng có một chút sâu xa chỉ cần hứa vọng đại ca ra mặt giáo huấn tiểu tử kia còn chưa phải là bắt vào tay coi như hứa vọng đại ca không được nhưng hứa vọng đại ca cũng không thiếu yêu kiếm tông bằng hữu nếu là hứa vọng đại ca đem hắn yêu kiếm tông bằng hữu kêu lên tiểu tử kia có lẽ động cũng không dám động trực tiếp ngoan ngoãn bị giáo huấn chứ hắc 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 chỉ là ngẫm lại chư kỵ lại tràn đầy hưng phấn bất quá hứa vọng đại ca cũng không phải tùy tiện đều có thể mời được người nhưng trước nàng kia khí chất tao nhã như vậy đến lúc đó đem nàng kia tùy ý hứa vọng đại ca giải quyết mà tự ta theo ở phía sau uống chút canh hứa vọng đại ca chắc chắn sẽ không cự tuyệt đúng cứ làm như vậy chư kỵ hưng phấn không gì sánh được lúc này theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đạo truyền âm phù thôi động lên đây là trước đây hứa vọng để lại cho hắn một đạo truyền âm phù thuận lợi hai bên giữa liên hệ Chư Kỵ chỉ biết là hứa vọng từ lúc hơn nửa tháng trước liền đã tới yêu kiếm thành, nhưng cụ thể người ở nơi nào lại còn không biết, cần đặc biệt hỏi. Không bao lâu, truyền âm phù sáng lên, đồng thời xuất hiện một đạo tin tức. Vạn Hoa Lâu, Chư Kỵ ánh mắt sáng ngời, lúc này hướng Vạn Hoa Lâu đi. Này Vạn Hoa Lâu, chính là yêu kiếm thành nổi danh nhất phong nhã chi địa một trong, bên trong nữ tử chất lượng cực cao, mỗi cái người mang tuyệt kỹ, là yêu kiếm thành rất nhiều vương tôn công tử yêu nhất xuống đất địa phương. Cũng may Chư Kỵ trước đây đến yêu kiếm thành thời điểm đã từng đến qua ở đây vài lần, tự nhiên quen việc dễ làm, rất nhanh thì đi tới Vạn Hoa lâu trước. Chỉ thấy toàn bộ Vạn Hoa lâu trong tiếng người huyên náo, người đến người đi, từng cái trẻ tuổi tài tuấn hoan hô hét lớn, rất nhiều nữ kỹ trang điểm xinh đẹp, vô cùng náo nhiệt. Còn không có mấy ngày chính là yêu kiếm truyền thừa mở thời gian, vô số thanh niên tuấn kiệt tụ tập yêu kiếm thành, toàn bộ yêu kiếm thành kín người hết chỗ, mà xem như yêu kiếm thành nổi danh nhất phong nhã chi địa một trong Vạn Hoa lâu, tự nhiên sinh ý thịnh vượng, sở hữu phòng cơ hồ chật ních. Làm cái gì làm cái gì cút ra ngoài cho ta, nơi này là vạn hoa lâu, không phải tên khất cái ổ, coi chừng ra đem ngươi hai chân cắt đứt. Chư kỵ đi tới vạn hoa lâu cửa còn chưa kịp đi vào, cửa vài tên bảo hộ lại kêu, hung thần ác sát hướng chư kỵ phẫn nổ quát. Thật sự là chư kỵ hiện tại bộ dáng quá thảm hại, cả người quần áo tà tơi, còn mang theo nhỏ máu, mấu chốt là há miệng, xương lúc này hai cái bánh bao giống như, trên dưới hai mảnh đôi môi chính là hai cái lạp xưởng xấu không gì sánh được. Người như vậy nếu muốn bỏ vào, hù dọa những vương tôn đó công tử làm sao bây giờ? này không phải là tìm chết sao, chư kỵ lửa giận trong lòng lập tức liền lên đến, nhưng hắn lúc này lười nhác cùng mấy cái bảo hộ đấu võ mồm, tìm hứa vọng đại ca quan trọng, cất bước liền hướng đi vào trong. Ai, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta, xấu xí, lão tử nói ngươi cũng không nghe là không, muốn ăn đòn. Vài tên bảo hộ tức khắc nộ, nổi giận đùng đùng đi tới trước, hung thần ác sát. Xấu xí, chư kỵ tức khắc giận không kềm được, ba, 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 chính là một bà tai quất vào mấy cái bảo hộ trên mặt. Ai được cấp là xấu xí trợn to các người mắt chó nhìn một chút ra là ai. Hắn lành lạnh nói ra, có giết người kích động, vài tên bảo hộ bị hắn hút một cái như vậy, trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài, nửa gương mặt sưng lên thật cao đến, quăng mạnh xuống đất, hàm răng xuống bên cạnh. Vài tên bảo hộ tức đến cả người run, phản trời, lại có tên khất cái dám ở vạn hoa lâu nháo sự, tức khắc giận giữ hết người đâu, mau tới người. Chuyện gì, u, vị này không phải là chư công tử sao, a à, hát hát hát, chư công tử người đây là làm sao rồi một gã tú bà mắt thấy thận trọng, tỉ mỉ một cái, đây không phải là chư kỵ sao, tức khắc kinh hô lên. Chư công tử, cái nào chư công tử, hình như là phong liên thành chư kỵ công tử. a à, hắn như thế thành như vậy, không có miệng bị người nổ đi. Này ngoạn pháp, tân kỳ, tân kỳ A, à. đám người líu lưỡi, trong nháy mắt oanh động lên, từng cái nghị luận ẩm ỉ, không ít người nhận ra chư kỵ thân phận sau, không nhịn được cười ha ha. Chư kỵ ở quanh thân công tử ca trong mắt, vẫn còn có chút nhân khí chương 1102, tụ chân trận, tất cả im miệng cho ta, Chư kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt dư tợn, giống như thụ thương dã thú, cả người sát ý sôi trào. Tức khắc, tất cả mọi người bị sợ giật mình, nhưng kịp phản ứng, đều tức giận mắng lên, này Chư kỵ cũng quá cản rỡ, một cái vương cấp thế lực người thừa kế mà thôi, ở nơi này diếu võ dương oai, có thể tới vạn hoa lâu tiêu sái, người nào là đơn giản chủ. Chư kỵ cũng là nhất thời tức giận, hiển nhiên không có khả năng thật cùng những người này liều mạng tức khắc xấu hổ và giận dữ hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống bản thân nhất tâm báo thù cư nhiên quên thu thập một chút này được cấp đem mặt đều ném tận ha 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 chưa kỵ, cơn tức tại sao lớn như vậy bị người cho giáo huấn cười to một tiếng chuyển đến chỉ thấy một người trẻ tuổi đi tới lưng đeo một thanh trường kiếm khí vũ hiên ngang cả hai tay đều ôm một gã cô nương đúng là hứa vọng ở hứa vọng bên cạnh còn đứng hai gã khác thanh niên người mặc yêu kiếm tông trường bào ánh mắt ngạo nghễ chứng kiến hai người này tất cả mọi người đều câm như hến, đều câm miệng. Hai người này hiển nhiên là yêu kiếm tông nội môn đệ tử, ở yêu kiếm thành, duy nhất hoàng cấp thế lực yêu kiếm tông chính chỗ này yêu kiếm thành này, không người dám chống lại. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa đại ca, chư kỵ vội vàng ninh đón, ở hứa vọng phía trước nơi khác nhưng không dám chút nào tự cao tự đại, đây cũng là nơi khác tại sao tới yêu kiếm thành không có trước tiên tìm hứa vọng nguyên nhân, một là không đủ tư cách, thứ hai là thật mất mặt, không có cảm giác về sự yêu Việt A. À. Chư kỵ, người vội vã tìm ta, không sẽ là thật bị người giáo huấn chứ. Hứa vọng chứng kiến chư kỷ bộ dáng chật vật, trợn mắt hốc mồm, người này miệng, bị thứ gì đó chọc, thành cái này chết dạng. Chư kỵ tức khắc khí sắc chướng đỏ trói, hiện lên vô cùng phẫn nộ vẻ. Ha 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 ha, hứa vọng tức khắc cười ha hả không chút nào chú ý đến chư kỷ cảm thụ. Hứa huynh, người tiểu huynh đệ này cũng quá biết chơi chứ. Sách sách, chẳng lẽ chúng ta ở đây cùng quần mỹ mua vui hắn là đang cùng đàn thú mua vui hai gã yêu kiếm tông đệ tử cũng cười ha hả có thể đem người miệng cho chọc hỏng mất nhân loại khẳng định làm không được a à, chỉ có huyết thú mới có khả năng này biết chơi vạn hoa lâu trong kẻ khác cũng không dám cười ra tiếng đến từng cái che miệng kìm nén đến rất khổ cực chư kỵ vội vàng nói hứa vọng đại ca ta đây là bị người giáo huấn cho đánh hứa vọng cười ha ha một tiếng nơi khác hiển nhiên cũng nhìn ra trước bất quá là nói đùa mà thôi vỗ vỗ chư kỵ bả vai nói đến chuyện gì xảy ra. Hứa vọng đại ca, người được cho ta làm chủ A. Chư kỵ sắp khóc, vội vàng đem chuyện khi trước nói ra, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, đương nhiên sẽ không nói mình hung hăng, mà là sơ lược, trọng điểm là ưu thiên tuyết khuôn mặt đẹp cùng tần trần kiêu ngạo. Ồ, hứa vọng tức khắc đến hứng thú, ở nơi này yêu kiếm thành trong, lại còn có như thế dầm dĩ mở ra hỏa. Còn nữa, người xác định nữ nhân kia lớn lên như lời ngươi nói xinh đẹp như vậy. Người không sẽ là chưa từng thấy nữ nhân, ăn nói bừa bãi đi, hay là nói, dụng tâm kín đáo. Hứa vọng hiếp đôi mắt một cái, chưa chừng là chưa kỵ muốn cho bản thân báo thù, cố ý khuya đại từ. Ta dám dùng tính mệnh cam đoan, tuyệt đối so với ta theo như lời chỉ có hơn chứ không kém. Chư kỵ thề, được, bản kia thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, như thế dầm dĩ mở ra hỏa đúng là ai. Hứa vọng hắc hắc nói ra, sau đó nhìn về phía hai vị yêu kiếm tông đệ tử, vương huynh, phí huynh, không bằng cùng nhau đi xem. Ha ha ha, chúng ta cũng không đi, nói vậy có hứa huynh ở cũng đã đầy đủ, bất quá, chúng ta hai cái đối cô nương kia, ngược lại khá có chút ngạc nhiên, không biết vị tiểu huynh đệ này theo như lời đẹp như thiên tiên, đúng là thế nào cái thiên tiên pháp, cũng rất muốn nhìn chúng nhìn lên, không biết so với cái này vạn hoa lâu hoa khôi thế nào. Yêu kiếm tông đối đệ tử quản lý cực kỳ nghiêm khắc, hai người bọn họ đến đi dạo một chút hoa lầu không có việc gì, nếu là dính vào đến loại chuyện này trong, tuy nói cũng không cái gì trở ngại, nhưng vạn nhất truyền tới trong tông môn, không tốt. Hắc hắc, hứa mỗ minh bạch, hứa vọng cười ha ha một tiếng nhưng trong lòng thì cười nhạo hai người này rõ ràng là muốn tay không bắt cướp bất quá cũng tốt nếu thật là cô gái đẹp cũng chính hảo cùng hai vị này quan hệ gõ máu cầm canh thêm lao cố đừng xem hứa vọng là yêu kiếm thành phụ cận đỉnh cấp vương cấp thế lực kiếm cốc trong thiên kiêu nhưng ở yêu kiếm tông nội môn đệ tử trước vẫn như cũ ải một bậc không có cách nào ai bảo nhân ra là này yêu kiếm thành phụ cận duy nhất hoàng cấp trong thế lực đệ tử đâu đi mang bản thiếu đi xem hứa vọng một đánh hưởng chỉ hướng về phía chư kỵ nói. Chư kỵ đại hỉ, liên đới lấy hứa vọng đi tới nhất mộng thiên thu. Bất quá, khi bọn hắn đi tới địa phương sau, lại bị nhất mộng thiên thu người cản lại. Chư kỵ ở chỗ này bị giáo huấn, nhất mộng thiên thu trưởng quý đã sớm chú ý đây, biết đối mới có khả năng đến nháo sự, trực tiếp gọi tới bảo hộ, canh giữ ở cửa. Chư kỵ cùng hứa vọng tuy là tức giận, nhưng là biết có thể ở yêu kiếm thành khu vực trung tâm mở loại này xa hoa khách sạn, tất nhiên là yêu kiếm thành đại nhân vật, tuy là kiếm cốc cũng chưa chắc sợ đối phương, nhưng cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc là chút chuyện nhỏ này cùng đối phương làm lộn tung lên tông môn biết tất nhiên sẽ nghiêm khắc trừng phạt vì vậy bọn họ lại an bài một cái tiểu nhị ở bên cạnh nhìn chằm chằm dưới cái nhìn của bọn họ tần trần mấy người tất nhiên là tới tham gia yêu kiếm truyền thừa không có khả năng thẳng đợi ở khách điếm sớm muộn cũng sẽ đi ra chờ bọn hắn đi ra thời điểm tái giáo huấn cũng không muộn cũng không thiếu mấy ngày nay chữ thiên cấp khách sạn trong phòng tu luyện tần trần cùng u thiên tuyết đi vào trong phòng tu luyện bắt đầu quan sát toàn bộ phòng tu luyện thoạt nhìn cực kỳ phổ thông cũng không có có cái gì đặc biệt chỗ bốn phía dùng tinh không huyền thiết chế tạo cực kỳ kiên cố đồng thời chung quanh còn khác từng đạo trận văn tần trần nhìn ra đây là tụ chân trận trận văn tụ chân trận là một loại có khả năng tụ tập thiên địa chân khí trận pháp cấp bậc cao thấp không đều mà trong phòng tu luyện trận văn hiển nhiên đã đạt đến thất cấp cao giai nói cách khác là một cái thất cấp cao giai trận pháp trừ cái đó ra thì nhìn không tới nơi khác trận văn chỉ bằng này một cái tụ chân trận là có thể để trong này tốc độ tu luyện đề thăng gấp 12 lần khoảng cách. Tần Trần có một ít khó có thể tin, tụ chân trận hiệu quả, hắn nữa quá là rõ ràng, nếu hỏi có thể hay không đối tu luyện có hỗ trợ, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Chân khí càng dày đặc, tự nhiên tu luyện hiệu quả lại càng tốt, nhưng nếu nói có thể đi đạt đến gấp 12 lần tình trạng, Tần Trần là tuyệt đối không tin. Một cái như vậy tụ chân trận, cho dù là thất cấp cao giai trận pháp, có thể có một gấp 4, gấp 5 lần công hiệu đã đỉnh thiên, đây là phát huy cực hạn nhất dưới tình huống, làm sao lại có gấp 12 lần hiệu quả. Không sẽ là giả tạo tuyên truyền chứ, nghi ngờ trong lòng, tần trần lúc này ngồi xếp bằng, cùng U Thiên Tuyết bắt đầu tu luyện. Vù vù, trong cơ thể hắn cửu tinh thần đế quyết một dẫn động, thoáng chốc một cổ không hiểu cảm giác bay lên, trong thiên địa, nhiều chân khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, lớn mạnh trong thân thể hắn chân nguyên hàm lượng. Đối điểm này, tần trần không có bất kỳ kinh ngạc. Tụ chân trận vốn là có cái hiệu quả này, có thể tiếp nhận lại một màn, lại làm tần trần trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Một cổ không hiểu lực lượng, kèm theo chân khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho đầu óc hắn trong nháy mắt một mảnh không minh, phảng phất xa vào một loại cực hạn cảm ngộ trong trạng thái. Chương 1103, lực lượng thần bí. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần tức khắc khiếp sợ đến cực điểm, cổ hơi thở này rất hư vô mờ mịt, nhưng sắc bén đến cực điểm, khiến cho đầu óc hắn trong nháy mắt không gì sánh được thông thấu loại bỏ triệt để, phảng phất dùng ngộ đạo đan, ở cổ hơi thở này dưới sự trợ giúp, tân Trần chỉ cảm thấy đối thiên địa vạn vật cảm ngộ, trong nháy mắt như là biến phải càng thêm thấu triệt một dạng chân nguyên trong cơ thể lưu động, cũng có loại nhưng tại ngực cảm giác. Cái này rất giống, cả người như là đột nhiên thông suốt, đối võ đạo, công pháp, bí pháp các loại cảm ngộ, trong nháy mắt có càng sâu hiểu rõ. Khó trách này phòng tu luyện có thể đi đề thăng gấp 12 lần tốc độ tu luyện. Phải biết rằng võ giả tu luyện không hề chỉ cực hạn tại chân nguyên ngưng tụ, chân nguyên ngưng tụ chỉ là thực lực võ giả đề thăng cực kỳ nhỏ một bộ phận trừ cái đó ra đối công pháp lĩnh ngộ đối võ đạo cảm ngộ đối vũ khí học tập đều là võ giả tu luyện một bộ phận mỗi một bộ phận cũng không thật sự nguyên ngưng tụ đến hiệu quả nhỏ rất đơn giản một ví dụ tương tự một gã võ giả tương tự chân nguyên nhưng chỗ tu luyện công pháp bất đồng cảm ngộ trình độ bất đồng tự nhiên thực lực bất đồng mà ở trong đó gấp 12 lần tốc độ hiển nhiên là về phương diện này suy tính nếu như tính luôn chân khí nồng độ nhân tố cùng với loại này thông thấu cảm giác cảm ngộ xác định có gấp 12 lần đề thăng bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng, cái này cũng không nói rõ này gấp 12 lần tốc độ tu luyện không được, ngược lại càng thêm nói rõ này phòng tu luyện đáng sợ. Dù sao chân nguyên ngưng tụ, dựa thời gian hoàn toàn có thể trồng lên, thực sự không được, còn có các loại đan dược, thu nhận chân thạch các loại cách làm. Thí dụ một gã võ giả, 30 tuổi đột phá đến thất giai sơ kỳ vũ vương cảnh giới, dù cho nữ ngu ngốc, liên tục dưới việc tu luyện, 40 tuổi cũng không kém đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong, không được nữa, 50 tuổi cũng hầu như đến, bởi vì liên tục tu luyện, thực lực võ giả tổng hội chậm rãi đề thăng. Nếu là dùng đan dược, thu nhận chân thạch, lúc này còn có thể thật to giảm bớt. Nhưng muốn theo thất giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến thất giai trung kỳ, cũng không phải chỉ dựa vào thời gian là có thể làm đến. Một gã võ giả, e rằng 30 tuổi lúc đã đột phá đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng nếu là sau này ở võ đạo phương diện cảm mộ không có được đề thăng, Khả năng hắn cả đời liền cắm ở này một cái chém, đến già chết cũng chưa chắc có thể đi bước vào thất giai trung kỳ cảnh giới này. Mà phòng tu luyện có thể đề thăng võ giả cả mộ năng lực, đây cũng là đáng sợ đến bực nào. Bạch mở hai mắt ra, Tần Trần trở nên đứng lên. Một bên đang tu luyện U Thiên Tuyết trong nháy mắt bị giật mình tỉnh lại, nghi ngờ nói Tần Trần, người đây là? Tần Trần cao mày nói Thiên Tuyết, người lúc thời điểm tu luyện có hay không một loại nhận biết rất thông thấu cảm giác? U Thiên Tuyết tức khắc gật đầu hiển nhiên nàng và Tần Trần có một dạng cảm giác, có lẽ đây chính là này phòng tu luyện chỗ đặc thù đi. Tần Trần gật đầu, vù vù, hắn nơi mi tâm phá cấm chi nhãn trong nháy mắt mở ra, chỉ một thoáng, trong cả phòng tu luyện hết thảy đều hiện ra tại hắn trong cảm giác, thế nhưng, cái loại này lực lượng thần bí lại phảng phất ẩn nấp một dạng cho dù là hắn phá cấm chi nhãn, cuối cùng điểm nhận biết không tới. Tần Trần tức khắc không gì sánh được nghi hoặc, điều này sao có thể, hắn phá cấm chi nhãn có thể đi dò xét đến thế gian hết thảy, nếu là của lực lượng này thật tồn tại, làm sao có thể một chút cũng nhận biết không tới. Chẳng lẽ nói, là bởi vì bọn hắn không còn nữa tu luyện duyên cớ. Nghĩ tới đây, tần trần lúc này để cho ô thiên tuyết khoanh chân ở đó tu luyện, đồng thời phá cấm chi nhãn quét xem đi. Này vừa nhìn, tần trần máu mũi đều nhanh phun ra ngoài, phá cấm chi nhãn cái gì cường đại, có thể xuyên thấu tuyệt đại đa số ngoại bộ vật chất, vừa nhìn phía dưới, ô thiên tuyết y phục trên người tức khác biến phải bán trong suốt, hoàn mỹ thân thể như ẩn như hiện một cổ không hiểu kích động theo tần trần tâm dâng lên. Tần trần cười khổ, gia hỏa này thật đúng là một vư vật, chỉ có thể cố nén kích động, lực chú ý tập trung ở U Thiên Tuyết chân nguyên trong cơ thể trên. Vù vù, U Thiên Tuyết chân nguyên toàn thân vận chuyển thoáng chốc chiếu vào tần trần mắt, đúng là, lần này tần trần rốt cuộc chứng kiến, dường như có một cổ lực lượng thần bí ở U Thiên Tuyết vận chuyển công pháp thời điểm, lặng yên theo địa dung nhập vào trong cơ thể nàng. Cổ lực lượng này cực kỳ không rõ ràng, đồng thời cũng không phải như thực chất lực lượng, mà phảng phất là một loại thiên địa ý cảnh một dạng hư vô mờ mịt, nhưng chân chân thiết thiết tồn tại. Theo đất bốc lên đến, Tần Trần lúc này đem linh hồn chi lực dung nhập địa, tức khắc cảm giác được này một cổ lực lượng, dường như đến từ yêu kiếm thành vị trí trung tâm. Yêu kiếm thành trung tâm, ở đâu đã có cái gì? Yêu kiếm truyền thừa, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, ở nơi này yêu kiếm thành trung tâm, có một tòa kiếm hình tháp cao, nghe nói là này yêu kiếm thành chỗ đứng căn bản, cũng là duy nhất hoàng cấp thế lực yêu kiếm tông trung tâm, đồng thời chính là tiến hành yêu kiếm truyền thừa chỗ có chút ý tứ, xem ra của lực lượng thần bí này, phải cùng yêu kiếm tông có liên quan, nói không chừng cùng này yêu kiếm truyền thừa cũng có một điểm liên hệ. Điều này làm cho tần trần đối này yêu kiếm truyền thừa có một chút hứng thú. Có thể để cho võ giả đề thăng cảm mộ bảo vật, phải có nhiều quý hiếm. Có lẽ có thể để cho vũ vực trong rất nhiều đại năng đều cảm thấy hứng thú, xem ra đến lúc đó này cái gì yêu kiếm truyền thừa mở thời điểm, có thể đi hiểu một chút. Hạ quyết tâm, tần trần lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ở nơi này gấp 12 lần phòng tu luyện dưới sự trợ giúp, tần trần chân, chân nguyên trong cơ thể không ngừng tăng lên, đồng thời kèm theo cảm giác mạnh mẽ ngộ, tần trần căn cứ cũng càng ngày càng lao cố. Một tuần lễ sau, tần trần nguyên bản thất giai trung kỳ đỉnh phong tu vi rốt cuộc củng cố hoàn tất, đạt đến đỉnh phong. Muốn đột phá thất giai hậu kỳ, tạm thời vẫn không thể quá gấp, trong khoảng thời gian này, ta tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, nhất định phải đánh tốt căn cơ, để cho tu vi biến phải càng thêm lao cố, lại nghĩ biện pháp đột phá thất giai hậu kỳ. Lại qua 3 ngày, Tần Trần mở mắt, 10 ngày đi qua, ta tu vi đã củng cố nói cực hạn, tu luyện tiếp nữa, cũng sẽ không có bao lớn để thăng, còn lại hai thời gian 10 ngày, vừa lúc ra ngoài giải xuống, yêu kiếm truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Thuận tiện đi chỗ đó yêu kiếm tông tìm hiểu một phen. Tần Trần vẫn là thật hài lòng, thời gian 10 ngày, liền đem củng cố tu vi đến mức tận cùng, nếu là ở bên ngoài, không có vài tháng thời gian, căn bản không làm được đến mức này. Cất bước rời khỏi phòng khách, Tần Trần trong khách sạn ăn một chút gì, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, tìm hiểu một cái yêu kiếm truyền thừa tin tức, lại chứng kiến có hai người ngăn ở cửa, vừa nhìn chính là chặn hắn. Chư kỵ, một cái khác tần trần không biết, cũng không có hứng thu biết. Tiểu tử, chư kỵ vừa thấy tần trần, lập tức nghiến răng nghiến lợi lên, chỉ là vừa một phát, lại đau nhe răng trợn mắt. Miệng hắn đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ai bảo tần trần bỏ vào chân thạch thời điểm dùng tới một tia cửu tinh thần đế quyết chân nguyên. Ít nhất trong vòng mấy tháng, hắn ăn cái gì đều có thể đau khó chịu bất kham. Tần Trần liếc hắn một cái, không khỏi cười nói, thế nào, mấy ngày không thấy, miệng tốt. Tốt mẹ ngươi a, à, người tốt còn không thấy ngại hỏi. Chư kỵ trong nháy mắt tức đến muốn giết người, chương 1104 còn muốn chiến sao. Vừa nhắc tới miệng, chư kỵ liền nhớ lại ngày đó đã bị sỉ nhục, nhất thời hận không thể chém sống tần trần. Nhưng hắn biết mình không phải tần trần đối thủ, vội vàng hướng hứa vọng nói, hứa vọng đại ca, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, tiểu tử này là không phải kiêu ngạo đến không coi ai ra gì. Coi như ngài ở chỗ này, hắn là như vậy lớn lối như vậy, căn bản không có đem ngài để vào mắt. Hứa vọng người mặc trường bào, mày kiếm mắt sáng, chỉ là ánh mắt có một ít ưng trí, mắt lạnh liếc tần trần, trước tụ là người đã thương chư kỵ. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. À, tần trần biết đối phương là đang cố ý theo dệt chuyện, thế nhưng, hắn thật đúng là không có ai cho người ta ăn nói khép nép quen thuộc. Huống chi, gia hỏa này là ai, bản thân chiêu hắn chọc giận hắn, cần ăn nói khép nép, không có cách nào tần trần chính chỗ này tính xấu. Hắn nhàn nhạt mắt nhìn hứa vọng, diếu cợt nói, ngươi lại là vật gì, ta và ngươi trước biết không? Ở chỗ này giả cái gì đầu to tỏi, cho bản thân rất giỏi sao? Nói thật, hắn thật đúng là không có đem đối phương để ở trong lòng, ở tần trần trong lòng chân chính có thể tính được với địch nhân, chỉ có phiêu miểu cung, hiên viên đế quốc như vậy vũ vực cao nhất thế lực, đặt vào cá nhân. Ít nhất, cũng phải là hoàng cấp trong thế lực võ hoàng cường giả. Giống như hứa vọng nhìn như bất phàm, nhưng nhiều nhất cũng chính là này yêu kiếm thành trong phạm vi một cái thế lực đệ tử thiên tài mà thôi, chiến đấu, có lẽ chỉ xứng bị hắn miểu sát, cư nhiên ở trước mặt hắn giả bộ. Hứa vọng sướng sờ, lúc đầu nghe chư kỵ nói đối phương rất ngông cuồng, hiện tại xem ra, há chỉ rất ngông cuồng, căn bản là cuồng đến không có biên. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn giận dữ cười, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ưng trí, cười gắn nói cuồng, đúng là đủ cuồng. Vẫn là lần đầu tiên có người dám ở bản thiếu phía trước lớn lối như vậy. Nghe nói người có một bạn gái, dám điệu không tệ, để cho nàng đi ra cho bản thiếu nhìn một cái đây hoàn toàn chính là khiêu khích thế nào ta liền đem ngươi bạn gái làm thành thanh lâu nữ tử để đối đãi ngươi có thể làm sao xuống tần trần lông mày nhớn lên biểu tình biến phải uy nghiêm cái này tốt tấm gương ngươi không thấy được sao hắn chỉ chỉ chư kỵ hắn chính là miệng quá tiện mới bị ta đánh thành cầu ngươi nếu không thì lập tức đem ban nãy đồ vật trở lại vậy thì chờ giống như hắn đi hứa vọng ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói tiểu tử ngươi cũng muốn dùng chân thạch bỏ vào bạo miệng ta Liên hướng câu nói mới vừa rồi kia, bản thiếu liền muốn tìm 180 cái tráng nam, dùng đinh đinh đem ngươi miệng cho chọc nát vụn. Hứa vọng đại ca, không bằng sẽ tìm chút huyết thú gì. Chư kỵ ở một bên bầy mưu tính kế, trong lòng đại hỉ. Vốn đang sợ hứa vọng đại ca không muốn xuất đầu, hiện tại được, tiểu tử này như thế cuồng, lão thiên gia cũng muốn chừng trị hắn. Ý kiến hay, hứa vọng gật đầu, biểu thị tỏ ý khen ngợi, ầm, um, một cổ đáng sợ kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra, chỉ một thoáng, toàn bộ trên đường cái kiếm khí tận trời, như là trụ trời một dạng tản mát ra vô tận khí thế ác liệt. Gì, đây không phải là kiếm cốc hứa vọng sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn qua, dường như phát sinh xung đột, a ah, đối diện tiểu tử kia là ai, cũng dám chọc hứa vọng. Hứa vọng mặc dù không là yêu kiếm tông đệ tử, nhưng kiếm cốc cũng là yêu kiếm thành trong phạm vi, cao cấp nhất kiếm đạo tông cửa một trong, thực lực không thể khinh thường, bình thường căn bản không ai dám trêu chọc. Tiểu tử này tốt lạ mặt, đắc tội hứa vọng hắn là không muốn sống sao ở đây tiếng động lập tức hấp dẫn đến chung quanh vô số người đi đường chú ý đều dừng chân xem chừng tiểu tử sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng quỳ xuống xin bản thiếu tha thứ bản thiếu có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng hứa vọng thâm trầm nói ra tần trần cười nhạt muốn cho hắn cầu xin này hứa vọng cho là hắn là ai vị khách quan kia cần chúng ta hỗ trợ sao đúng lúc này mấy đạo thanh âm trầm thấp vang lên theo nhất mộng thiên thu trong khách sạn đi tới mấy cái khí tức đáng sợ bảo hộ, u ám nói ra. Đúng là duy trì nhất mộng thiên thu chị An vài tên bảo hộ. Hứa vọng biến sắc, lạnh lùng nói, mấy vị, chúng ta bây giờ là ở trên đường cái, người nhất mộng thiên thu nếu là chen tay vào, hơi quá đáng đi. Quá phận, đầu lính to lớn vũ vương lạnh lùng nói ra, người này là ta nhất mộng thiên thu khách nhân, bất kể là ở trong khách sạn, vẫn còn là bên ngoài khách sạn, ta nhất mộng thiên thu, đều có bảo hộ khách nhân quyền lợi và nghĩa vụ. Hứa vọng tuy là không có ở bọn họ nhất mộng thiên thu trong nháo sự, nhưng cũng là ở nhất mộng thiên thu cửa trên đường cái, nếu là bọn họ nhất mộng thiên thu khách nhân, trực tiếp ở cửa khách sạn bị người giáo huấn, truyền đi, đối với bọn họ khách sạn danh dự, tương tự sẽ có ảnh hưởng to lớn. Tiểu tử, khó trách người như thế nộ, nguyên lai là ỷ vào nhất mộng thiên thu bảo hộ làm hậu trường, hừ, có gan liền khỏi cần bất luận kẻ nào chen tay vào, cùng bản thiếu một trọi một, người có dám. Hứa vọng kích tướng nói, Người nghĩ tự tìm cái chết, bản thiếu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Trần mặt mang cười nhạo, sau đó đối nhất Mộng Thiên Thu vài tên bảo hộ chắp tay nói, mấy vị hảo ý bản thiếu tâm lĩnh, một cái như vậy rác rưởi, không cần dùng chư vị xuất thủ. Được, đây chính là người nói, cho ta ngoan ngoãn nằm xuống đi, chết. Hứa vọng không đợi vài tên bảo hộ trả lời, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất thủ, hướng Tần Trần nắm tới. Một tiếng ầm vang, trong hư không tức khắc xuất hiện một bàn tay to lớn, trên lòng bàn tay nở rộ lộng lẫy hào quang, bộc phát ra kinh người khí tức, một cái đem tần trần vồ bắt ở bên trong. Ha ha ha, tiểu tử thối, ban nãy lớn lối như vậy, còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Thật lớn chân nguyên bàn tay đem tần trần cầm, hứa vọng cất tiếng cười to, chỉ là tiếng cười chưa hạ xuống, oanh một tiếng, nắm tần trần chân nguyên bàn tay phút chốc vỡ ra được, kinh khủng kinh khí xông ra trăm trượng xa. Những lời này phải do ta nói mới đúng, liền chút khả năng này, không gì hơn cái này. Tần trần cười nhạt, vốn tưởng rằng chưa kỵ sẽ mang cao thủ gì tới trước, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này, lập tức bàn tay dựng thẳng lên, trưởng duyên trên, kiếm quang lưu chuyển, nhẹ bay chém ra đi. Lấy tay làm trưởng, cuồng vọng, ăn ta một kiếm. Hứa vọng không nghĩ tới tần trần trong nháy mắt liền nghiền bản thân chân nguyên bàn tay, lập tức thương một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân là kiếm cốc đệ tử, hứa vọng trên kiếm đạo thực lực tự nhiên không giống bình thường, kiếm quang dũng động, thoáng chốc một cổ kiếm ý phóng lên cao, kiếm ý gầm thét, lại hóa thành một đầu dương nhanh múa vuốt mãnh hổ, hướng tần trần mãnh phát xuống. "Diệt!" Tần Trần bất động thanh sắc, bàn tay tiếp tục hướng phía trước, xì xì một tiếng, kinh khủng kia mãnh hổ kiếm khí yếu đuối bất kham, lại trong nháy mắt bị bổ làm hai, đồng thời trưởng duyên nổ bắn ra kình khí, trong nháy mắt bổ vào hứa vọng ngực. "Ken két két," liên tiếp xương cốt xé rách tiếng vang lên, hứa vọng ngực tiên huyết phun tung tóe, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng té ngã trên đất. "Ngươi, còn muốn chiến sao?" kinh khủng kiếm ý từ trên người tần trần lan tràn ra, chỉ một thoáng, đáng sợ tà khí trào lên, tức khắc để cho hứa vọng toàn thân băng hàn, động tác dại ra. Phải biết, tần trần trên kiếm đạo lĩnh ngộ đáng sợ đến bực nào. Đã đạt đến kiếm ý ngưng hình tình trạng, cho dù là võ hoàng cao thủ cấp bậc, cũng không dám nhẹ anh phong, huống chi là hứa vọng. Hứa vọng cường thịnh trở lại, cũng chỉ là kiếm cốc một gã thiên tài mà thôi. Trường 1105, mở rộng tầm mắt. Chỉ một thoáng, hứa vọng chỉ cảm thấy tâm tạng co lại, hàn khí phân bố toàn thân đừng nói tiếp tục xuất thủ chính là đứng lên cũng thành một chút tham vọng quá đáng có khả năng nhìn thẳng tần trần cũng đã hao hết hắn sở hữu khí lực cùng ý chí trừ cái đó ra lại không bất kỳ cử động nào hắn dịch mật đều có thể hãi đi ra làm sao có thể đáng sợ như thế người hắn mặc dù không là yêu kiếm tông đệ tử nhưng dầu gì cũng là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương kiếm cốc đệ nhất thiên tài còn hơn yêu kiếm tông phổ thông nội môn đệ tử cũng có sức đánh một trận nhưng tại tần trần phía trước vậy mà một chiêu liền bị đánh bại Hôm nay càng là ở cổ ý chí này uy áp lần, liền tay đều ra không. Đây là cái gì tranh lệch? Đây chính là ngươi kiêu ngạo khí cùng thực lực, không chịu nổi một kích. Tần trần lạnh quét hắn một cái, một cước đem hắn đạp xuống đất. Bản thiếu tới đây cũng không muốn sinh sự, chỉ muốn im lặng tu luyện. Các ngươi lại phải muốn từng cái đi trên đầu ta đạp, cho là ta dễ khi dễ sao? Tần trần tới nơi này chỉ muốn an tĩnh đưa qua một tháng, nhiều nhất thuận tiện nghĩ hiểu một chút cái này có thể để cho hắn tu luyện ra tốc lực lượng là cái gì. Ai biết bọn người kia, từng cái cuồng ngạo vô biên, tự cho là đúng thiên tài gì, đều tìm tới cửa. Này một lần hắn thậm chí đem phòng tu luyện cũng làm cho đi ra, kết quả thế nào? Giáo huấn một cái không tính là, hiện tại lại chạy đến cái nhà thứ hai hỏa. Để cho tần trần làm sao không nổi giận, tượng đất còn có ba phần cơn tức, huống chi hắn. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người rất ngông cuồng đúng không? Đến, thực hiện ngươi hứa hẹn, đem cái chuôi này chân thạch cho ăn vào đi trong tay xuất hiện một thanh chân thạch, tần trần thoáng cái liền nhét vào hứa vọng trong nghiệp, một thanh còn chưa đủ, phốc phốc phốc, tần trần lại liên tục bỏ vào vài cái, tức khắc đau hứa vọng khóc thiên hào địa, khóe miệng tiên huyết giàn ruộng. Không đúng, như vậy còn không qua nghiệt, tần trần một cước đem hứa vọng đầu dẫm vào gạch trong, nhìn hứa vọng mân mê phần mông, trong tay lần thứ hai xuất hiện một thanh chân thạch, ngón tay liên tục đạn động. Phốc phốc phốc, từng viên chân thạch thì giống như bắn ra viên đạn một dạng từng viên một bay vào hứa vọng hậu môn bên trong. Ngao 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 ngao, Hứa vọng điên cuồng kêu lớn, chân thạch cũng không phải là hạt châu, xung quanh khắp nơi đều thấy thể hiện sự sắc sảo, hơn nữa mỗi một quả đều có to bằng quả vải tiểu, cứng như thế sinh sinh đâm vào hậu môn bên trong, cái loại này đau đớn quả thực tê tâm liệt phế. A, à, làm một viên cuối cùng chân thạch bay vào về phía sau, hứa vọng tức khắc phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm, hắn bạo qua rất nhiều người phần mông, nhưng bị người như thế bạo vẫn là đầu một lần, hơn nữa còn là chân thạch cứng như thế đồ đạc. Chư kỵ ở một bên xem mặt đều lục, trước đây chân thạch nhét vào trong miệng hắn đều đau không thể chịu đựng được, nhưng bây giờ thấy tần trần trên dưới khai cung, đem chân thạch cứng như thế đổ đạc chưa đi đến hứa vọng hậu môn, hắn không khỏi cũng là hoa quốc căng thẳng, phía dưới lạnh lẽo, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Đừng chạy, còn ngươi nữa, tần trần từng thanh chưa kỹ bắt trở lại, tha cho ngươi một cái mạng ngươi không muốn, phải muốn tìm trở lại, đánh một hồi còn không có học ngoan, xem ra lần trước còn không có để cho ngươi đã nghiền, được, lần này bản thiếu thành toàn ngươi. Phốc, một thanh chân thạch xuất hiện, tất cả đều nhét vào chư kỵ hậu môn bên trong. Ngao ngao gào, chư kỵ gọi so hứa vọng còn thảm hơn, chỉ thấy hai người quỳ trên mặt đất, thật cao vểnh mông, máu tươi từ phía sau bắn mạnh đi ra, quá thảm. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đối phó những người này, sẽ dùng loại phương pháp này, để cho bọn họ cảm thấy sợ. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần lúc này mới vỗ vỗ tay, xoay người rời khỏi cửa khách sạn. Tiểu tử này đến tột cùng là thế lực kia thiên tài, thật đáng sợ chứ. À, bị chân thạch bạo vào hoa cúc, rõ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ a. À. qua ác, lần này hứa vọng xem như là thua thiệt, thế nhưng người này lớn lối như vậy, chẳng lẽ không sợ kiếm cốc đến báo thù sao? Tính một chút, không liên quan chúng ta sự tình, chớ đem chúng ta liên lụy là được. Một đám người qua đường khí sắc trắng bệch, cũng đều sợ hãi không thôi, tuy là thụ hình không phải bọn họ, nhưng giá thế này, nhìn đều đau a. À. Tần Trần rời khỏi nhất mộng thiên thu sau, đi tới yêu kiếm thành hạch tâm chi địa. Chỉ thấy nơi xa, một tòa cao vót kiếm hình tháp cao đứng vương ở đó trước lần đầu thấy lúc tần trần còn không có cảm thấy cái gì nhưng hôm nay vừa nhìn chợt cảm thấy này kiếm hình tháp cao vô cùng ảo diệu tản mát ra làm hắn hoảng sợ khí tức thật đáng sợ kiếm hình tháp cao tần trần thất kinh hắn con mắt gì trong nháy mắt nhìn ra như vậy kiến trúc tuyệt không phải là này yêu kiếm thành người có khả năng kiến tạo trên thực tế không chỉ có là tần trần ngay cả này yêu kiếm tông người cũng căn bản không biết tháp cao này là như thế nào xuất hiện này tòa kiếm hình tháp cao nghe đồn ở thời đại viễn cổ cũng đã đứng vững ở nơi này yêu kiếm thành, chẳng qua là lúc đó rất bình thường không có gì lạ. Mà yêu kiếm thành, vốn chỉ là một vương cấp thế lực, 2.000 năm trước, thậm chí cũng không gọi yêu kiếm thành, mà tên là cổ huyền thành, mà yêu kiếm tông, cũng chỉ là nơi đây một phổ thông vương cấp thế lực. Nhưng 2.000 năm trước một ngày, đảm nhiệm yêu kiếm tông tông chủ, trong lúc vô ý tiến nhập này kiếm hình tháp cao, ngoài ý muốn mở yêu kiếm truyền thừa, kết quả lực đột nhiên tăng mạnh, lại một lần bước vào võ hoàng cảnh giới. Từ đó, yêu kiếm tông nhất phi trùng thiên, nhanh chóng phát triển, yêu kiếm tông tông chủ thậm chí đem yêu kiếm tông tổng bộ đều đưa đến nơi đây, đem kiếm hình tháp cao phong làm cấm địa, cũng thành lập yêu kiếm thành. Trải qua 2.000 năm phát triển, yêu kiếm thành đã trở thành bắc thiên vực cảnh nội, tương đối chứ danh một cổ hoàng cấp thế lực, có nhà đại uy tên. Mà hai từ ngàn năm nay, yêu kiếm tông một mực đang nghĩ cách làm biết rõ ràng kiếm hình tháp cao lai lịch, nhưng vẫn không có kết quả, nhưng yêu kiếm truyền thừa mở quy luật thì bị bọn họ dần dần mò trưởng khống, trở thành yêu kiếm tông đệ tử truyền thừa cơ hội. Ngay từ đầu, yêu kiếm truyền thừa chỉ tiếp nạp yêu kiếm tông đệ tử về sau tin tức truyền ra đưa tới quanh thân rất nhiều hoàng cấp thế lực ngấp nghẽ thậm chí bắc thiên vực có nghịch thiên cường giả tới trước tính toán thăm dò này kiếm hình tháp cao tuy là sau cùng vô tật mà chấm dứt nhưng là lập xuống quy củ yêu kiếm truyền thừa chính là bắc thiên vực rất nhiều kiếm khách một lần thịnh hội khác thế lực đệ tử cũng có cơ hội tiến nhập lúc này mới bình tĩnh trở lại chỉ là trăm ngàn năm qua yêu kiếm truyền thừa tuy là cho yêu kiếm tông bồi dưỡng rất nhiều thiên tài kiếm đạo trong có một chút về sau đã từng bước vào võ hoàng cảnh giới, trở thành yêu kiếm tông thái thượng trưởng lão và tông chủ, nhưng chân chính yêu kiếm truyền thừa đến vì sao tới, cuối cùng có gì xem, vẫn như cũng không người do thám, thành một điều bí ẩn. Mỗi một giới yêu kiếm truyền thừa, rất nhiều thiên tài kiếm đạo, trừ nhận thí luyện truyền thừa bên ngoài, đồng thời cũng ở đây tìm kiếm này yêu kiếm truyền thừa bí mật. Tần Trần vốn là chuẩn bị tìm yêu kiếm tông báo danh, xem một chút yêu kiếm truyền thừa là cái gì, nhưng đến nơi đây sau mới phát hiện, Nguyên lai like tham gia yêu kiếm truyền thừa căn bản không cần báo danh, bất kỳ người nào đều có thể tới tham gia. Rõ là bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, chẳng những không có thế lực hạn chế, càng không có tu vi hạn chế, hơn nữa cũng sẽ không tiến hành điều tra, thậm chí cho dù là yêu kiếm thành thế lực đối nghịch thiên tài giấu họ giấu tên vùng trộm tới trước, cũng có thể sẽ tiến hành truyền thừa. Tần Trần không khỏi mở rộng tầm mắt, đây là yêu kiếm tông yêu kiếm truyền thừa sao? Căn bản là một cái bất luận kẻ nào đều có thể tham gia hoạt động a. Chương 1106, Diệp vô danh, hơn nữa trừ thân phận ở ngoài, liền tu vi cũng sẽ không hạn chế. Cho dù là ngũ giai võ tông, lục giai võ tôn, chỉ cần nguyện ý, cũng đều có thể tới tham gia yêu kiếm truyền thừa, sẽ không có người nói cái gì. Điều này làm cho Tần Trần càng thêm không nói gì, về sau thăm dò sau mới biết được, yêu kiếm truyền thừa mặc dù đối với thế lực cùng tu vi đều không có hạn chế, nhưng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập. Yêu kiếm truyền thừa sau khi mở ra, sẽ tiến hành tự chủ kiểm tra, chỉ có đi qua kiểm tra người mới được truyền thừa tư cách, bằng không, sẽ bị trực tiếp loại bỏ bên ngoài, liền tiến vào truyền thừa chi địa cơ hội cũng không có. Lúc này mới giống nói chứ sao, Tần Trần lúc này mới chợt hiểu, tại thăm dò đến yêu kiếm truyền thừa 3 ngày sau mới mở mở sau, Tần Trần đang chuẩn bị hồi khách sạn, một kinh nghỉ thanh âm tức khắc vang lên. Trần thiếu, ngươi cũng là đến tìm hiểu yêu kiếm truyền thừa tin tức. Thanh âm kia hết sức quen thuộc, đúng là trước đây ở cửa thành gặp được Diệp vô đạo. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tần Trần gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô đạo, người này tựu là người trước nói qua Tần Trần. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, sắc bén không gì sánh được, thanh âm kia bên tai bờ quanh quẩn, thì dường như từng chui lợi nhận, ở kề da rẻ xẹt qua một dạng làm người ta rợn cả tóc gáy. Tần Trần nhìn sang, lại có thể chứng kiến Diệp Vô Đạo đứng bên người một gã khí thế bất phàm thanh niên. Người này khí chất không kiềm chế được, người mặc phổ thông cây đay bố trí áo bảo cho, lưng đeo một thanh cổ xưa trường kiếm, cả người chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng có loại làm người ta hít thở không thông cảm giác. Người này thật mạnh, tần trần ánh mắt ngưng lại, linh hồn lực đảo qua, lúc này mới phát hiện, người này tuổi 30 không tới, vậy mà cũng giống như mình, đã thất sai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, nhưng trên thân khí tức lại cực điểm nội liễm. Nếu như không phải tần trần linh hồn lực cường đại, cung cấp bậc võ giả, có lẽ không cách nào đoán được hắn tu vi tới nghĩ không ra ở nơi này yêu kiếm thành chi địa, lại có như vậy kiếm khách. Tần Trần cảm khái, chỉ là khí chất này, cho dù là đặt vào vũ vực bên trong, cũng có thể xưng là thiên tài, chỉ là không biết chân thực sức chiến đấu thế nào. Đúng, đại ca, người này chính là ta trước theo như lời Tần Trần, ở cửa thành giáo huấn phó Trần Vân Tuấn Kiệt. Trần thiếu, vị này chính là đại ca của ta, Diệp Vô Danh. Diệp Vô đạo giống như hai vị giới thiệu, Tuấn Kiệt sao? Cũng bởi vì hắn ở cửa thành đối phó Trần Vân động thủ. Ha ha nếu như là khác nguyên nhân có lẽ miễn cưỡng có thể tính thế nhưng vỗ chấp pháp điện nịnh bợ ta xem thì chưa chắc áo tang thanh niên thản nhiên nói đại ca diệp vô đạo khí sắc tức khác biến sắc vội vàng đối tần trần giải thích trần thiếu đại ca của ta không biết nói chuyện không phải cố ý ngươi cũng chớ để ý tần trần cười nhạt một tiếng yên tâm ta không có chấp nhặt với hắn như thế đánh giá kẻ khác cũng không tính được anh hùng gì hảo hán hả diệp vô danh nhướng mày bỗng lạnh lùng nhìn tới trong sát na chung quanh hết thảy huyên náo tiếng tiếng huyên náo đều tựa như phút chốc biến mất ở vào hoàn toàn tĩnh mịch diệp vô danh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt như đao thẳng tắp áo tang cho người ta một loại rút kiếm trong nháy mắt sắc bén bá đạo cả người liền giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng xông thẳng lên trời để cho người ta không dám xem thường kiếm khí thật đáng sợ chung quanh không ít người cảm thụ được cổ hơi thở này đều hoảng sợ xem ra còn người phóng đại không nhúc nhích người này đúng là ai chúng ta yêu kiếm thành làm sao ra một cái như vậy quái vật, nhìn qua không giống như là yêu kiếm tông kiếm khách. Chẳng lẽ là địa phương khác tới tham gia yêu kiếm truyền thừa? Đám người từng cái hoảng sợ, chỉ cảm thấy ở cổ hơi thở này dưới có chút không thể thở nổi. Ha ha, chẳng lẽ ta nói sai? Tần Trần cười nhạt, ở diệp vô danh kiếm khi phía dưới mặt không đổi sắc, khoát tay một cái nói cáo từ. Trần thiếu chậm đã, diệp vô đạo vội vàng gọi lại Tần Trần, còn có chuyện gì sao? Tần Trần quay đầu nhìn sang, Diệp vô đạo nói, ta nghe đến một cái tin đồn, thần binh thế gia ông tổ nhà họ phó phó anh kiệt bởi vì phó Trần Vân sự tình đã tới yêu kiếm thành, cũng đã đem phó Trần Vân kiếm đi ra, hiện tại phó Trần Vân đang khắp nơi tìm hiểu ngươi tin tức, muốn tìm ngươi rửa sạch nhục nhã, chính ngươi coi chừng. Đa tạ, bất quá, không quan trọng, hắn nghĩ đến, để hắn đến tốt. Tần Trần khoát khoát tay, xoay người rời khỏi, xem không ra bất kỳ lo nghĩ. Đợi Tần Trần sau khi rời đi, Diệp vô đạo oán giận nhìn Diệp vô danh, đại ca, người tại sao có thể nói như vậy? ha ha, đại ca thu hồi ban nãy nói, tiểu tử kia, có chút y tứ. Diệp vô danh khóe miệng đột nhiên vẽ bề ngoài lên vẻ mỉm cười. Có thể ở hắn kiếm khí khí thức phía dưới thản nhiên không thay đổi thiếu niên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tức khắc lên lòng hiếu kỳ. Nhìn đại ca khóe miệng cười nhạt, ngược lại thì Diệp vô đạo sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên theo đại ca trong miệng nghe được đánh giá như thế, có thể để cho đại ca nói ra có chút ý tứ người, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là này yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, cũng chưa chắc chứ nói ở tần trần sau khi rời khỏi kém chút hôn mê hứa vọng cùng chưa kỵ vội vã tìm một xó sinh điên cuồng khu trong miệng chân thạch sau một lát trong miệng chân thạch tất cả đều khu đi ra nhưng trong miệng chân thạch tốt khu trong lỗ đít chân thạch cũng là làm sao cũng không lấy ra được thật sự là tần trần bắn tay giữa vận chuyển một tia chân lực chân thạch hoàn toàn cắm ở đường ruột bên trong động một cái liền đau tỏa ra mồ hôi lạnh hai người không có cách nào chỉ có thể tìm một y quán mấy ngày nay chung quanh rất nhiều thiên tài đều tập hợp hai bên giữa giao thủ cũng chỗ nào cũng có, mỗi ngày đều có không ít người đang luận bàn trong bị thương, vì phòng ngừa làm lỡ vài ngày sau yêu kiếm truyền thừa, đều liên tục đến y quán trị liệu, đưa tới y quán trong kín người hết chỗ. Nhưng hai người thực sự không kịp đợi, tại chỗ có người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, vội vã để cho y sư trị liệu. Y sư xem hai người xác định nhếch nhác, cũng không có cực tuyệt, đơn giản cho trên mặt trị liệu băng bó sau, hứa vọng cùng chưa kỵ còn không đi, lôi kéo y sư sẽ đi trong phòng nhỏ chui, nói còn có bệnh tình. Hiện tại sinh ý bận rộn như vậy, y sư tự nhiên không muốn, trực tiếp để cho hai người nói ra nơi nào còn có bệnh tình, nhưng hai người làm sao mở miệng. Chỉ là lôi kéo y sư đi vào bên trong, tức khắc rước lấy kẻ khác không vừa lòng. Người y sư kia cũng sắc mặt không vui, mắt lạnh cự tuyệt, hai người thực sự không có cách nào đau không được, đổi lại cái y quán, có lẽ hôn mê ở nửa đường cũng có thể, chỉ có thể nói thẳng ra vấn đề chỗ ở, tức khắc đưa tới mọi người cười vang. Này xem náo nhiệt tự nhiên không chê chuyện lớn, ăn dưa quần chúng đều nghị luận hai người là như thế nào đem chân thạch nhét vào ở trong đó đi, từng cái mô tả sinh động như thật, sau cùng tổng kết ra hai chữ, biết chơi. Nghe được hứa vọng cùng chư kỵ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hai người trị liệu song sau, nào còn có mặt mũi tiếp tục đợi, ở mọi người trong tiếng cười không kịp chờ đợi rời khỏi y quán. Sau đó, hai người tìm một chỗ đổi bộ đồ mới vật, lúc này mới một lần nữa xuất hiện. Trường 1107, đệ tử hạt giống. Chư kỵ khí sắc tự nhiên bộc phát xấu xí, hắn chính là bị liên tục giáo huấn hai lần, nếu muốn sự tình truyền quay lại phong liên thành, hắn làm sao còn gặp người. Hứa vọng cũng không khá hơn chút nào, đường đường kiếm cốc đại đệ tử, cư nhiên bị người bảo câu, này truyền đi, hắn chính là kiếm cốc một chuyện cười. Hắn oán hận nắm nắm đấm, sắc mặt tái xanh tái nhợt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có bị như vậy vũ nhục. Bất quá, chẳng qua là cho tần trần giao thủ một lần, hắn liền biết, bản thân xa xa không phải tần trần đối thủ, cho dù là lại đi lên vài lần, cũng đều là bị giáo huấn mệnh. Hư, ỉ vào bản thân tu vi cường đại, khó trách như vậy không có sợ hãi, nếu không phải là ngươi, ta làm sao sẽ bị tiểu tử này như vậy lăng nhục. Hứa vọng tức đến nổi điên, hung hăng đánh chư kỵ một cái tát, chư kỵ lúc này nơi nào còn dám phản kháng, chỉ là cắn răng nói, hứa vọng đại ca, ta cũng không biết người này thực lực đã vậy còn quá mạnh, không bằng chúng ta coi vậy đi. Chư kỵ là thật bị làm sợ, tính, hứa vọng hai mắt phun lửa, bản thiếu đã bị như vậy lăng nhục, há có thể tính, ỉ vào thực lực của chính mình cường cũng không lên sao yêu kiếm thành cũng không phải là hắn một cái kẻ ngoại lai có thể đi lấy thúng úp voi chỗ, có thể giáo huấn kẻ khác, cũng không phải là không có, dù sao này yêu kiếm thành, vẫn là yêu kiếm tông địa bàn. Hứa vọng đại ca người đây là chuẩn bị tìm yêu kiếm tông bằng hữu suốt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa kỳ ánh mắt nhất thời sáng lên, liền hứa vọng đại ca đều không phải là tần trần đối thủ, hắn đều nản lòng thoái chí nhưng nghe đến hứa vọng nói yêu kiếm tông, hắn tức khắc tinh thần phấn chấn. Yêu kiếm tông là phương viên mấy chục trong thế lực, duy nhất hoàng cấp thế lực, yêu kiếm tông trong bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử, cũng không yếu hơn hứa vọng đại ca, tìm một có thể giáo huấn tiểu tử kia cao thủ, nữa cực kỳ đơn giản. Hừ, lúc này ngươi nhưng đá trúng thiết bản, hứa vọng oán hận nói ra, trong hai tròng mắt tràn đầy lãnh mang, quang tìm ta bằng hiếu, căn bản không đủ, ta những bằng hiếu kia tuy là mạnh, nhưng là cường không nhiều, hơn nữ yêu kiếm tông quy củ nghiêm khắc, bọn họ chỉ là nội môn đệ tử, căn bản không có dũng khí tùy tiện sinh sự hứa vọng đại ca ý ngươi là, ta đây một lần qua đây, trừ tham gia yêu kiếm truyền thừa, thứ hai là làm liên lụy yêu kiếm tông đệ tử hạt giống Hàn Lập, đại biểu kiếm cốc ủng hộ hắn tranh đoạt tông tử một vị, hiện tại Hàn Lập đệ tử hạt giống đã đáp ứng, ta chẳng khác gì đã là Hàn Lập đệ tử hạt giống tùy tùng, Hàn Lập đại nhân tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Đệ tử hạt giống Hàn Lập, chư kỳ kinh hãi, ở yêu kiếm tông, đệ tử phân đệ tử tạp dịch, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử hạt giống. Trong nội môn đệ tử đã là yêu kiếm tông cực kỳ như bức một thế lực, Đủ để ở nơi này yêu kiếm thành đi ngang, chỉ cần có thành tựu, cơ hồ sau này đều có thể trở thành yêu kiếm tông chấp sự cùng ngoại môn trưởng lão, nếu là vận khí tốt một ít, thậm chí có thể trở thành là nội môn trưởng lão. Mà đệ tử hạt giống, địa vị còn muốn ở nội môn đệ tử trên. Hạt giống, hạt giống, như thế nào hạt giống? Đó chính là yêu kiếm tông cốt lõi nhất vài tên đệ tử. Những đệ tử này đều là theo trong nội môn đệ tử đều đi đi ra nhất thiên tài đứng đầu, mỗi cái thực lực kinh người, thân phận vô song. Nói chung Yêu kiếm tông mỗi một mặt cho đệ tử hạt giống đều chỉ có vẻn vẹn mấy người, ít thì ba lạng người, nhiều thì năm sáu người sẽ không lại nhiều. Những mầm móng này đệ tử hưởng thụ tông môn tốt nhất tài nguyên, bọn chúng đều là dựa theo tông tử quy cách bồi dưỡng, mà tông tử chính là yêu kiếm tông tương lai tông môn người ta gọi là số. Nói cách khác, cái gọi là đệ tử hạt giống một khi trổ hết tài năng, lại có thể trở thành yêu kiếm tông tông tử, cũng ở mấy chục năm sau đương nhiệm tông chủ giải nhiệm sau trở thành tân nhất nhiệm tông chủ coi như là cạnh tranh thất bại, trở thành không tông tử, sau này trở thành một nội môn trưởng lão cũng là dễ dàng. Đây là bực nào địa vị, yêu kiếm tông là phương viên mấy chục trong thế lực duy nhất hoàng cấp thế lực, có thể trở thành là yêu kiếm tông tông chủ, đây cũng là thân phận bực nào. Hắn chưa kỵ mặc dù là phong liên thành một trong người thừa kế, nhưng muốn liên lụy yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, đó là căn bản không khả năng, cũng chỉ có hứa vọng như vậy kiếm cốc đại đệ tử mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao kiếm cốc ở quanh thân mấy chục vương cấp trong thế lực, coi như là bài danh hàng đầu, không thể khinh thường. Hứa vọng đại ca, người đi gặp Hàn Lập Đại Nhân, không bằng mang ta lên cùng nhau, ta phong liên thành, cũng nguyện ủng hộ Hàn Lập Đại Nhân. Trư kỵ đụng lên đến, có thể đi nỉnh hót yêu kiếm thành đệ tử hạt giống, tương lai tông tử, sau này ở yêu kiếm thành nhất còn dám động thủ với hắn. Cút, hứa vọng trực tiếp một cước đạp tới, nếu không phải là gia hỏa này, bản thân sẽ có hiện tại kết quả, còn muốn để cho hắn mang theo dẫn kiến Hàn Lập Đại Nhân, si tâm vọng tưởng. Cũng không tè dầm nhìn một chút bản thân đức hạnh hắn phất ống tay áo một cái xoay người rời đi cái này thâm cừu đại hật hắn nhất định phải báo hứa vọng đại ca hứa vọng đại ca chưa kị truy mấy bước lại bị vứt được càng ngày càng xa chỉ có thể dừng lại chỉ có thể thất vọng dừng bước lại bất quá nghĩ đến hứa vọng đại ca nhất định sẽ báo thù đến lúc đó tần trần bị hàn lập đại nhân giáo huấn cảnh tượng nội tâm lại lại hưng phấn vạn phần xem ra hắn được thời khắc chú ý một chút đến lúc đó xem kịch vui là được rồi Hứa vọng một đường chạy như điên, rất nhanh thì đi tới hàn lập chỗ ngoài phủ đệ, xuất ra lệnh bài thông báo. Đệ tử hạt giống không nhất định phải muốn ở tại tông môn nội bộ, cũng có thể bên ngoài mở ra phủ đệ, dù sao yêu kiếm tông khảo nghiên là đệ tử hạt giống toàn diện năng lực, vì vậy trên cơ bản mỗi đệ tử hạt giống cũng sẽ ở ngoài có phủ đệ ở lại. Mà kiếm cốc đáp ứng ủng hộ hàn lập, hàn lập tự nhiên cũng cho hứa vọng lệnh bài thông hành, có chuyện tùy thời có thể đến yết kiến. Tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn, hứa vọng rất mau tới đến trong phòng khách. Hứa vọng, Hàn Lập Đại Nhân đang chiêu đãi quý khách, bất quá người đã có chuyện quan trọng, Hàn Lập Đại Nhân phân phó thuộc hạ trực tiếp dẫn người đi vào. Tùy Tùng kia cũng là một gã thanh niên, một thân tu vi ở thất giai sơ kỳ, cũng là một gã yêu kiếm tông nội môn đệ tử. Yêu kiếm tông trong, thế lực rắc rối phức tạp, giữa đệ tử, cũng không phải bền chắc như thép, mà là mỗi cái ủng hộ hai bên đệ tử hạt giống. Đa tạ Hàn Lập Đại Nhân yêu ái, hứa vọng trong lòng vui vẻ, Hàn Lập Đại Nhân đang thấy quý khách thời điểm, đều nguyện ý thấy hắn, điều này hiển nhiên là coi trọng hắn, nguyện ý đem mình giới thiệu cho đại nhân quý khách a Chỉ là hắn nghi ngờ trong lòng là, có thể bị hàn lập đại nhân xưng là quý khách, lại là nhân vật gì. Nghĩ tới đây, hắn chậm lại cước bộ, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Kiếm cốc hứa vọng, bái kiến hàn lập đại nhân, đi vào, hứa vọng liền trực tiếp một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ. Hắn tuy là kiếm cốc đại đệ tử, nhưng kiếm cốc bên trong, cũng không phải hắn một thiên tài, có rất nhiều người muốn lấy đế vị trí hắn, hắn nghĩ ổn định đại đệ tử thân phận, nhất định phải theo sát hàn lập, chỉ cần lấy được yêu kiếm tông ủng hộ, hắn đừng nói một cái đại đệ tử, cho dù là kiếm cốc trưởng môn, đến lúc đó cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở dĩ đi này đại lễ, cũng không cảm thấy mất mặt. Ha ha, hứa vọng, người chính là kiếm cốc đại đệ tử, không cần đi này đại lễ, đến đến, đứng lên đi. Hàn Lập là một 25-26 thanh niên, cả người khí chất bất phàm, trong lòng đối hứa vọng biểu hiện thỏa mãn đến cực điểm, nhưng ngoài miệng vẫn còn khiêm tốn vừa nói, mang theo vẻ đắc ý chương 1108 Thiên La Hoàng Triều. Có thể được kiếm cốc một cái như vậy thế lực ủng hộ, Hàn Lập vẫn có chút tự hào. Lần này kiếm cốc tông tử, cùng sở hữu bốn người, mỗi cái thực lực phi phàm, bất kể là tu vi vẫn thế lực, hắn Hàn Lập cũng không có ưu thế tuyệt đối cùng đem cầm, tự nhiên cần liên tục tăng thêm bản thân nhân mạch cùng lực lượng. Đa tạ Hàn Lập đại nhân, hứa vọng liền đứng lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Lập đang ở bồi khách nhân uống trà, khách nhân tổng cộng có ba tên, hai nam một nữ, duy nhất nữ tử xinh đẹp như hoa, khí chất bất phàm, mang theo nhẹ nhẹ cao quý khí tức, để cho người ta chỉ cảm thấy đứng xa nhìn. Đương nhiên còn hơn trước ở đó đáng ghét tiểu tử chỗ ấy nhìn thấy nàng kia, ở khí chất xuất trần bên trên, vẫn còn kém như vậy một chút. Dù sao cô gái này tuy là xinh đẹp, nhưng giống như nở rộ hoa hồng, mang theo một chút diễm sắc, mà trước gặp được nàng kia, lạnh lẽo cô quạnh thanh u, tựa như ngày đó trên núi tuyết liên một dạng da nước bùn là nhiễm, để cho người ta không dám khinh nhờn. Hai gã nam tử thì mỗi cái có đoạt người phong thái, có thể nói là rồng trong loài người đây tuyệt đối là một cái cao nhất thế lực đệ tử thiên tài, bởi vì có thể làm cho Hàn Lập đại nhân chính mình tiếp khách, thân phận tất nhiên không phải bình thường, tất nhiên muốn trên mình. Mà ba người, hứa vọng cũng không quen biết, rất có thể cũng không phải yêu kiếm thành trong phạm vi thế lực thiên tài. Thậm chí có thể là bác thiên vực hắn hoàng cấp thế lực đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa vọng cũng không ở ba người trên mặt chứng kiến nhiều lâu, dù sao hai bên cũng không nhận ra, nếu chầm chầm đến quá dài, có thất cấp bậc lễ nghĩa, cũng không mở miệng để cho Hàn Lập hỗ trợ, thật sự là trước bị bạo hoa cúc việc quá mức thể diệt, nói ra, thù là có thể báo, hắn mặt chỉ sợ cũng muốn vứt xuống yêu kiếm thành ở ngoài thế lực đi. Vừa mới chuẩn bị cúi đầu lùi đến một bên, cũng là trở nên phát giác, vẫn còn có đệ tứ danh khách nhân. Hắn đầu tiên là sướng sờ, sau đó hoảng sợ, lấy thực lực của hắn, cư nhiên qua lâu như vậy mới phát hiện trong đại sảnh lại có người thứ năm. Đúng lúc này, đệ tứ danh khách nhân giống như biết hắn suy nghĩ trong lòng, hơi quay đầu liếc hắn một cái, tức khắc hứa vọng trong đầu anh một cái phảng phất xét đánh một dạng chỉ còn dư lại trống rỗng hứa vọng hứa vọng một thanh âm dường như theo cực xa chỗ chuyển đến một lát nữa hứa vọng mới trượt phục hồi tinh thần lại mới phát hiện là hàn lập đang gọi hắn không khỏi giật mình đánh dùng mình một cái chỉ cảm thấy hàn khí theo chân sinh sôi lan ra toàn thân nếu như ban nãy người nọ hướng tự mình ra tay nói hắn tuyệt đối là làm sao chết cũng không biết quá mạnh chỉ là một ánh mắt để hắn đầu óc trống rỗng trong nháy mắt triệt để mất đi sức chiến đấu này là nhân vật nào phải biết cho dù là hàn lập đại nhân cũng không có như vậy thực lực có thể để cho hắn một chút ở giữa liền triệt để mất đi sức chiến đấu bực này cường giả nếu là có thể vì hắn xuất đầu chém giết cái kia đáng giận thiếu niên chẳng phải là lật tay giữa hàn lập đại nhân hứa vọng vội vàng cung kính hành lễ ngươi không phải nói có chuyện quan trọng tìm ta sao làm sao đâm ở chỗ này cả buổi không nói lời nào còn ngươi nứa miệng là chuyện gì xảy ra hàn lập khẽ nhíu mày hắn hiện tại có khách quý tới chơi, sở dĩ để cho hứa vọng đi vào, cũng là vì ở quý khách phía trước phơi bày một ít bản thân tùy tùng. Nhưng hứa vọng vừa tiến đến lại giống như kẻ đần độn một dạng đứng ở chỗ này, còn một bộ dáng vẻ chật vật, để cho hắn ngược lại thì rất mất mặt. Chuyện này, hứa vọng khẽ cắn môi, biết hàn lập tức giận, liền đem trước chuyện phát sinh nói ra. Tại hắn trong miệng, tần trần tự nhiên trở thành việt thế cuồng đồ, kiêu ngạo bá đạo, không có kỹ chút nào yêu kiếm thành quy củ, để cho hắn lọt vào không thuộc mình dằn vặt. Hàn lập đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải vì thuộc hạ làm chủ A. Hứa vọng quỳ dạp xuống đất, nước mắt tất cả xuống, hắn cũng không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể báo thù cho hắn, cái gì ném không thể diện, cũng không đáng kể. Hàn lập khí sắc tóc đen, này cũng chuyện gì, lúc đầu gọi hắn đi vào, là vì ở trước mặt người khác thật dài mặt mũi, ai biết hứa vọng vừa tiến đến, liền nói bị người khi dễ, còn bị giáo huấn thảm như vậy, có lỗ đít đều bị dày vò, đây quả thực mất mặt vứt xuống ra, ngay từ đầu không có bị lưu ý người thứ năm lại cười rộ lên nói một chiêu liền đem ngươi đánh bại bản thiếu nhìn ngươi cũng là một gã thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương đi tu vi coi như không tệ người này thật có mạnh như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức hàn lập tức khắc cười rộ lên nói đỗ huynh nếu là nguyện ý xuất thủ vũ vương bên trong ai có thể kháng cự những lời này để cho ba người khác tức khắc lộ ra vẻ bất mãn bọn họ là ai không người nào là võ hoàng trong thế lực truyền nhân mặc dù không là cao nhất giáo tử nhưng là không phải hạng người vô danh, không thể so Hàn Lập yêu kiếm tông đệ tử hạt giống thân phận kém bao nhiêu, nhưng Hàn Lập lại còn nói đối phương ở Vũ Vương bên trong không ai cản nổi, này đem bọn họ đưa vào chỗ nào. Ha ha, nói lâu như vậy, còn chưa biết tên vị này Đỗ huynh đại danh. Trong một gã thanh niên khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng, chắp tay hướng cái gọi là Đỗ huynh hỏi. Hắn đến từ Bắc Thiên vực Hồ ra, trong nhà cũng có một gã hoàng cấp lão tổ tỏa trấn, tên là Hồ Cảnh Hoa. Hàn Lập cũng là cười to, cướp lời nói, đều tại ta không được chưa kịp cho mọi người giới thiệu, ba vị, Đỗ Huynh tên là Đỗ Thanh Thành, chính là thiên la hoàng triều đỗ ra người, được gọi là thiên la thập kiệt, thực lực siêu quần, chưa có địch thủ. Thiên la thập kiệt, ba tên nam nữ đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, càng có một loại xuất phát từ nội tâm chấn động. Đồng dạng là hoàng cấp thế lực người, nhưng bọn hắn chỗ thế lực cùng thiên la hoàng triều đồng nhất, quả thực thì cùng mây bùn khác biệt. Ở Bắc Thiên Vực, vương cấp thế lực vô số kể, nhưng trên thực tế, hoàng cấp thế lực cũng không phải số ít. Chỉ là đều là hoàng cấp thế lực, hai bên giữa cũng có tranh lệch thật lớn mạnh nhất cùng yếu nhất kém cách xa vạn dặm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thí dụ thiên long trại bị tần trần cứu thiên long già tổ long lăng phong tu vi tiếp cận nửa bước võ hoàng một khi chân chính đột phá võ hoàng thiên long trại cũng có thể miễn cưỡng xưng là hoàng cấp thế lực nhưng như vậy hoàng cấp thế lực cùng yêu kiếm thành so sánh kém quá nhiều yêu kiếm tông thế nhưng có bát giai trung kỳ võ hoàng tỏa trấn thế lực ở toàn bộ bắc thiên vực cũng không tính yên lặng vô danh mà thiên la hoàng triều đáng sợ hơn, chính là bắc thiên vực tiếng tăm lừng lẫy cao nhất hoàng triều, uy danh hiển hách. Thiên la hoàng triều đi ra cái thế thiên kiêu, là cỡ nào cường đại. Hồ cảnh hoa ba người khiếp sợ, hứa vọng càng là hoàng sợ, người này dĩ nhiên là thiên la hoàng triều thiên kiêu, thiên la thập kiệt một trong. Khó trách đáng sợ như thế, tương tự là thanh niên tuấn kiệt, hắn đến cho đối phương sách giải tư cách cũng không có. Hoàng cấp thế lực theo yếu đến mạnh, một bước thế giới, một bước lên trời, bồi dưỡng gia truyền nhân cũng là như vậy cùng là vương cấp thế lực, trừ kỵ so hứa vọng tựu cách nhau xa, đồng thời hoàng cấp thế lực, hồ cảnh hoa bọn họ so Đỗ Thanh Thành đồng dạng kém xa. Không thể so sánh nổi, bất quá, bọn họ quả thực bội phục Thiên La Vương triều, nhưng Đỗ Thanh Thành cũng không phải là Thiên La Vương triều độc nhất vô nhị thiên tài, chỉ là thập kiệt một trong, liền dám tự xưng Vũ Vương vô địch, không ai có thể ngăn cản, có phải hay không quá để ý mình. Chương 1109, không chịu nổi một kích. Vũ Vương vô địch, nhưng không phải chỉ là nói xuông. Hồ Cảnh Hoa khoan thai nói ra, đổi thành thiên la hoàng triều thập kiệt đứng đầu ở chỗ này, vậy hắn khẳng định chỉ có chịu phục phân, nhưng đỗ thanh thành. Nghe đồn ở thập kiệt bên trong chỉ là bài danh thứ bảy, cũng dám tự xưng vô địch. Vũ vương bên trong không ai có thể ngăn cản, thật là hơi quá, liền một cái bài danh thứ bảy đều dám nói thế với, đem bọn họ những thứ này hắn hoàng cấp thế lực thiên tài đưa vào chỗ nào. Đỗ thanh thành xem Hồ Cảnh Hoa một cái, lộ ra một tràn đầy nửa nụ cười trào phúng, nói, ngươi không phục. Lời thừa, đương nhiên không phục đừng nói hồ cảnh hoa hai gã khác nam nữ cũng là vẻ mặt khó chịu người một cái thập kiệt bên trong bài danh thứ bảy kém chút đệm mặt hàng lại không phải thứ nhất liền ba vị trí đầu cũng không tính là ở chỗ này kiêu ngạo cái gì coi là sinh ra tự thiên la hoàng triều cũng không lên sao thiên la hoàng triều rác rưởi không đồng dạng vẫn là rác rưởi sẽ không biến thành bảo thạch đương nhiên không phục hồ cảnh hoa hư lạnh hắn sau này có một cơ hội trở thành võ hoàng đối phương cũng là một cơ hội trở thành võ hoàng không có người nào so với ai khác cao quý các ngươi cũng không phục, Đỗ Thanh Thành nhìn về phía hai người khác, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, hai người này đồng dạng lộ ra rất cao ngạo, Thiên La Hoàng Triều là so với bọn hắn chỗ thế lực mạnh, nhưng không phải nói Thiên La Hoàng Triều đi ra võ giả, liền nhất định mạnh hơn bọn họ. Ha ha, xem ra chư vị cũng không phục, cũng tốt, không phục nói, lại động thủ đi, bản thiếu chuyến này xem, chính là muốn mở yêu kiếm truyền thừa, Do xét ra yêu kiếm truyền thừa chân chính bí ẩn, Bọn ngươi xem vậy cũng giống như ta, như vậy vừa lúc cho ta xem xem, cùng bản thiếu cạnh tranh, đến đều là cái gì phế vật." Đỗ Thanh Thành cười nhạo nói ra, không chút nào cho này ba tên thiên kiêu mặt mũi. "Hồ Cảnh Hoa ba người tức khắc giận dữ, bỗng đứng lên, ngươi nói cái gì? Nói ai là phế vật?" Đỗ Thanh Thành cười nhạt, "Ba vị chẳng những phế vật, lỗ tai cũng không dễ dùng lắm, bản thiếu nói chính là các ngươi ba vị, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao?" Ha ha chỉ bằng ba người các ngươi, ở ta thiên la hoàng triều, cho bản thiếu sách giày cũng không xứng. Bạch, hồ cảnh hoa ba người đồng thời giận dữ, tức giận không thôi. Gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo, đúng bọn họ thừa nhận thiên la hoàng triều cường đại, nhưng là không cần phải lớn lối như thế đi. Được, tốt, hôm nay ta hồ cảnh hoa liền phải xem thử xem, các hạ đến có tức giận gì nói lời này, đến, chúng ta đi ra sân, nhìn một chút các hạ là hay không có can đảm ta nhất chiến. Hồ cảnh hoa nộ khí đằng đằng nói, đỗ thanh thành khu khu lỗ tai, nói lời thừa quá nhiều đối phó ngươi không cần đi ra bên ngoài ở chỗ này liền có thể đúng hai người các ngươi có thể một khối bên trên cũng tiết kiệm ta từng cái đối phó ngươi lớn mật ba người tức đến nổi điên một người đối phó bọn hắn ba cái hơn nữa còn yêu tai du tai ngồi ở đó một bên đây cũng quá được cấp kiêu ngạo hứa vọng cũng xem kích động hắn chính là ước gì đỗ thanh thành cho mình báo thù dĩ nhiên là đối phương càng mạnh càng tốt thế nhưng này ba người khác cũng là hoàng cấp thế lực thiên tài tuy là không biết có phải hay không là tông tử a thánh tử này một cấp bậc nhưng xem khí thế liền cực kỳ phi thường mạnh hơn chính mình phía trên quá nhiều đỗ thanh thành lấy một địch ba có phải hay không quá khinh thường hàn lập còn lại là cười nhạt ngồi ở đó một bên thưởng thức trà đầy hứng thú hình dạng dường như không có chút nào khẩn trương hồ cảnh hoa ba người chúng ta phế tiểu tử này nhìn hắn còn rầm dĩ không kiêu ngạo tên còn lại lưu văn thanh cả giận nói khỏi cân một mình ta là đủ, trước hết để cho ta hồ cảnh hoa, lĩnh giáo người này cao chiêu. Thương một tiếng, hồ cảnh hoa trong tay xuất hiện một thanh trường thương, trường thương nơi tay, cả người khí thế đột nhiên biến, oanh, phảng phất có một đạo sắc bén thương khí phóng lên cao, dường như muốn đem này nóc nhà đều có thể chọc. Mang thương nơi tay, hồ cảnh hoa cả người trong nháy mắt như là trở thành một thanh cao ngất trường thương, nhắm thẳng vào trời xanh, hắn vận chuyển chân nguyên, quán thô ở thiết thương trong, thoáng chốc thiết thương ông ông tác hưởng, sau đó chợt quét ngang ra, oanh một tiếng, Thương mang hóa thành một đầu gầm thét cự lang đánh phía đối phương, kinh thiên động địa. Một chiêu này vừa ra, thiên địa biến sắc, Hứa Vọng chỉ cảm thấy lay động thân hình, ở thương phong quét ngang xuống cơ hồ không đứng được, thân thể giống như trong bão táp thuyền buồm một dạng tùy thời hủy diệt, tức khắc sắc mặt đại biến. Quá mạnh, một thương này lần, hắn sự khó thở, nếu như đối thủ là hắn, hắn có lẽ một kích phía dưới sẽ trọng thương, không có con đường thứ hai có thể đi. Đây chính là hoàng cấp trong thế lực thiên tài đứng đầu sao? Hứa Vọng hoảng sợ, nhưng này Đỗ Thanh Thành, thành nhưng ngay cả vũ khí cũng không có rút ra, y nguyên ngồi ở đó, tay phải cách không một chảo, chợt mò xuống. Toái, một tiếng ầm vang, súng kia mang biến thành cự lang trong nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng cầm cố tại trong hư không, một hư vô bàn tay, cầm cự lang, sau đó dùng sức bóp một cái, cự lang hư ảnh ầm ầm nổ tung. Trở về, tay phải đón lấy một vòng nhất chuyển, nổ tung thương mang như hàn tinh vạn điểm, lấy càng nhanh chóng độ nổ bắn ra lùi lại. Đinh đinh đang đang, tia lửa văng gấp nơi trong, hồ cảnh hoa cầm thiết thương thổ huyết bay ngược một đường đấu đá lung tung đem hàn lập phòng khách vách tường đều đụng phá ngã tại bên ngoài trong vườn hoa không chịu nổi một kích đỗ thanh thành, thành bĩu môi mặt mang cười nhạo cái gì hoàng cấp thế lực thiên tài lại bị một chiêu đánh lui mấy người đại trấn cả đám trợn mắt há mồm hai người các ngươi còn muốn lên sao đỗ thanh thành cười nhạt nhìn về phía Trậm văn rõ ràng hai người trong ánh mắt toát ra hí ngược vẻ Trậm văn rõ ràng cùng nàng kia liếc nhau thân hình đột nhiên động rầm rầm hai cổ khí thế đáng sợ theo trên người hai người bạo phát trong khoảnh khắc đem hai người làm nổi lên như là hai vị chiến thần đáng sợ kinh khí cuồn cuộn lần toàn bộ phòng khách soàn soạt rung động tùy thời muốn nổ tung hai người khí thế nhảy lên tới cực hạn sau phút chốc động thủ nhất để oanh kích mà tới chậm văn rõ ràng là cầm quyền mà phát động đấm ra một quyền trời long đất lở hứa vọng chỉ cảm thấy ngực khó chịu phải đương trường thổ huyết còn cô gái kia thì thân hình mở ảo lóe lên phía dưới lại xuất hiện sau lưng đỗ thanh thành một cước đạp ra ngoài như thiên ngoại phi tiên, minh mông vô tung. Ha ha, này chính là các ngươi hai người thực lực. Cũng không so với trước kia cái kia mạnh hơn thiếu sao. Đỗ Thanh Thành cười nhạt, ở hai người sắp đánh chúng hắn trong nháy mắt, chợt xuất thủ. Hưu, thân thể hắn đột nhiên theo biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở chậm văn rõ ràng phía trước, một quyền liền đập tới. Thật nhanh thân pháp, chậm văn rõ ràng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Đỗ Thanh Thành tốc độ thật không ngờ cực nhanh, lay động thân hình phía dưới, hắn thậm chí ngay cả thân ảnh đều không bắt được, đối phương lại đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá, hắn dù sao đến từ hoàng cấp thế lực, thân phận bất phàm, trong nguy cơ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cũng trưởng làm kiếm, hướng Đỗ Thanh Thành thước đi qua, trưởng duyên có kiếm quang lưu động, tản mát ra ngập trời kiếm ý. Hắn đến cướp đoạt yêu kiếm truyền thừa, tự nhiên trên kiếm đạo có không nhỏ tạo nghệ, lại thêm hắn huyết mạch chi lực, thuận tay trưởng kiếm cũng không so với bình thường vương binh đến yếu, uy lực vô hạn. Chương 1110, phục yêu một kiếm ra, từ xưa đến nay, Đỗ Thanh Thành cũng là không sợ, một quyền vẫn như cú hạ xuống, quyền diện trên, cuồn cuộn chân nguyên lưu truyền, cùng chậm văn rõ ràng trưởng kiếm đụng vào nhau. Âm, um, lực lượng va chạm, chân nguyên nổ bắn ra, đây là hai gã cường giả chân nguyên trùng kích. Hưu, chậm văn rõ ràng tức khắc bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, khí sắc trắng bệch, khí tức suy yếu, trái lại Đỗ Thanh Thành cũng là khí định thần nhàn, căn bản liền nửa bước cũng không có thối. Mà lúc này, nàng kia một cước cũng dĩ nhiên đá tới thiên thiên chân ngọc giống như quỷ mị, phút chốc xuất hiện ở Đỗ Thanh Thành hậu tâm, mắt thấy Đỗ Thanh Thành sẽ bị đá trúng, hắn thân hình thoát một cái, phút chốc xoay người, tay phải nắm chặt, lại đem chân ngọc trong nháy mắt cầm. Sách sách, như vậy Mỹ một chân, cư nhiên dùng để đả thương người, rõ là phung phí của trời đây. Đỗ Thanh Thành hí ngược nói ra, khóe miệng hàm chứa chất nhả cười. Ngươi, nàng kia nổi giận vạn phần, đùi phải bất động, cả người một cái xoay tròn, chân trái nhanh như tia chớp đạp về phía Đỗ Thanh Thành gương mặt. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỗ Thanh Thành cười ha ha một tiếng, tay trái một đỡ, đồng thời tay phải chợt phung, dầm một cái, Đỗ Thanh Thành căn bản không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc vẻ, trong nháy mắt liền đem nàng kia rơi xuống đất, ầm một tiếng, bụi mù văng khắp nơi, cả người vô cùng chật vật. Lại không ngay từ đầu lãnh diễm cao ngạo, một màn này, xem hứa vọng đám người trợn mắt hốc mồm. Mạnh, quá mạnh, tam đại thiên tài, lại đều không phải là người này một chiêu địch, thật đáng sợ. Cái này cố nhiên là bởi vì ba người ngay từ đầu có chút sợ ý, nhưng phải biết, ba người bọn họ cũng đều là hoàng cấp trong thế lực thiên tài, cùng trong cảnh giới thường thường là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, từ trước đến nay chỉ có bọn họ nghiền ép kẻ khác, không có kẻ khác nghiền ép bọn họ phân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ba người đối phó một người, lại vẫn bại, hơn nữa còn phải bại như vậy triệt đề. Này thật chỉ là thiên la thập kiệt trong bài danh đệ thất thiên tài sao? Xếp hàng thứ nhất đã có nhiều đáng sợ, như thế nào đây, mấy người các người phục sao? Đỗ Thanh Thành không có đuổi tận giết tuyệt, lần nữa ngồi xuống, bưng lên nước trà, mỉm cười nói. Ba người lúc này tất cả đều bò lên, đầy bụi đất, khuôn mặt đau khổ, không gì sánh được gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhưng căn bản vô lực bác bỏ. Thân là hoàng cấp thế lực thiên tài, ba người tu vi mặc dù chỉ là thất giai trung kỳ, nhưng chân chính chiến đấu, bình thường thế lực thất giai hậu kỳ vũ vương cũng chưa chắc đẻ ép được bọn họ, sở dĩ bọn họ mới có cuồng ngạo vốn liếng. Nhưng hôm nay, lại bị một cái bạn cùng lứa tuổi đánh bại dễ dàng, đối phương tu vi không những ở bọn họ trên, thực lực càng là thâm bất khả chắc, khó trách trước có dũng khí được xưng vũ vương bên trong không ai có thể ngăn cản, thật có cái này khí. Cùng đối phương đồng nhất, ba người bọn hắn hoàng cấp thế lực thiên tài, căn bản liền giám cũng không phải. Thật ba người bọn hắn cũng không có yếu như vậy, chỉ là bị Đỗ Thanh Thành đánh cho tay không kịp, nhưng bất kể như thế nào, bại chính là bại, cho dù là bọn họ nghiêm túc, bài ra hết, mặc dù không còn như chật vật như vậy, có thể đi nhiều kiên trì mấy chiêu, nhưng kết quả cuối cùng còn có thể là bại cũng sẽ không vì vậy có cải biến. Bọn họ có bài, chẳng lẽ đối phương sẽ không có? Thiên La Hoàng Triều, thế nhưng so với bọn hắn chỗ thế lực còn muốn đáng sợ cao nhất Hoàng Triều. Người này mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Hàn huynh, cáo tử, ba người liên thủ, cư nhiên đều bị Đỗ Thanh Thành đánh bại, tức khắc rất mất mặt, cũng không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, lúc này hướng về phía Hàn Lập chắp tay một cái, cũng không đợi Hàn Lập mở miệng, đều xoay người rời đi. Nếu bại, cần gì phải lưu lại tự dước nhục đây? Ba vị, đến lúc đó yêu kiếm truyền thừa thấy, Hàn Lập liền đứng lên chắp tay một cái, cũng không có giữ lại, bất quá đối phương lần này tới trước là tìm hiểu yêu kiếm truyền thừa tin tức, hơn nữa ba người này, lai lịch cũng đều bất phàm, nếu là kết giao với, đối với mình cũng rất có giúp ích, vì vậy cũng không có thể chậm trễ. Đợi đến ba người sau khi rời đi, Hàn Lập mới cười đối Đỗ Thanh Thành nói, Hàn Mỗ nói nếu là Đỗ Huynh xuất thủ, Vũ Vương cấp bậc, không thể ngăn cản, bọn họ không phải không tin, cũng chỉ có thể coi là tự rước nhục. Đỗ Thanh Thành cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía hứa vọng, nói, người nói thương người người nọ tu vi cao siêu, thực lực siêu quần, so bản thiếu thế nào. Đỗ đại nhân nói giỡn, người nọ cường thịnh trở lại, cũng chưa chắc cũng có ba người trước mạnh như vậy, đỗ đại nhân nếu là xuất thủ, tất nhiên bắt vào tay. Hứa vọng mừng rỡ trong lòng, vị này chủ quả thực quá phải mạnh, liền hoàng cấp thế lực đệ tử đều có thể đánh bại dễ dàng, tần trần coi là gì chứ. Tần trần tuy mạnh, theo hứa vọng cũng chưa chắc có hồ cảnh hoa bọn họ đáng sợ như vậy, nếu là đỗ thanh thành xuất thủ, đây tuyệt đối là bị đánh giết thành cặn bã phân. Kém như vậy, nghe Hứa Vọng vừa nói như thế, Đỗ Thanh Thành ngược lại thì không có hứng thú, trước hắn sở dĩ hiếu kỳ, chỉ là muốn mở mang kiến thức có thể đi một chiêu đánh bại Hứa Vọng thiên tài thật lợi hại mà thôi, nếu là liền hồ cảnh hoa ba người cũng không sánh nổi, vậy căn bản không đáng hắn xuất thủ. À, Hứa Vọng tức khắc khá hốc mồm, hắn ý định ban đầu là muốn vỗ cái nịnh bợ, ai biết Đỗ Thanh Thành cư nhiên không có hứng thú, tức khắc hối ruột đều xanh, sớm biết như vậy, liền đem tần Trần thổi phồng lợi hại một ít tốt hứa vọng hàn lập chứng kiến hứa vọng thất lạc hình dạng tức khắc cười ha ha một tiếng bực này việc nhỏ chẳng lẽ người thật đúng là nghĩ phiền toái đỗ huynh hay sao người yên tâm người này nếu ở nơi này yêu kiếm thành tất nhiên là tới tham gia yêu kiếm truyền thừa cùng yêu kiếm truyền thừa mở ngày bản thiếu thì sẽ thay ngươi làm chủ ngươi liền an tâm tốt đa tạ hàn lập đại nhân hứa vọng tức khắc đại hỉ hắn chỉ muốn tìm tần trần báo thù còn là ai báo hắn cũng không đáng kể hiện tại hàn lập đại nhân đều nói như vậy liền tuyệt sẽ không có vấn đề hơn nữa yêu kiếm truyền thừa mở ngày toàn bộ bắc thiên vực vô số thiên tài đều có thể tập hợp đặc biệt yêu kiếm thành phụ cận thiên tài càng là một cái cũng sẽ không thiếu nếu là hàn lập đại nhân đang như vậy trường hợp báo thù cho chính mình vậy mình mặt sẽ tăng mạnh đến lúc đó yêu kiếm thành phụ cận nó đệ tử cái nào còn dám đối với mình kiêu ngạo nghĩ tới đây hứa vọng kích động nói cảm ơn liên tục tần trần tự nhiên không biết mình đã bị yêu kiếm tông đệ tử hạt giống cho để mắt tới tiếp xuống được mấy ngày hắn đều trong phòng tu luyện cùng u thiên tuyết cùng nhau tu luyện không bước chân ra khỏi nhà, cảm mộ này một chút lực lượng thần bí. Ba ngày thời gian, hắn đối cổ lực lượng này, cũng có một chút lờ mờ hiểu rõ. Mà U Thiên Tuyết ở nơi này trong phòng tu luyện, Tu Vi cũng củng cố đến mức tận cùng, đến ngày thứ ba thời điểm, vù vù một cái, trên thân chân nguyên nhanh chóng bảnh trướng, một lần bước vào thất giai trung kỳ. Không tệ, không tệ, tần trần gật đầu, mặc dù không biết này yêu kiếm truyền thừa cụ thể là cái gì, nhưng U Thiên Tuyết thân là kiếm khách, Tu Vi càng cao, đến lúc đó lấy được chỗ tốt khẳng định cũng càng lớn đi, này yêu kiếm truyền thừa cũng không kém muốn mở, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết xuất quan, lúc này mới phát hiện toàn bộ yêu kiếm thành đã kín người hết chỗ, to như vậy yêu kiếm thành, khắp nơi đều thấy thiên tài tập hợp, nhất định chính là người đông nghìn nghịt. Xem U Thiên Tuyết cùng Nam Cung Ly là bùi ngùi biến sắc. Những thiên tài này, đều là tuổi còn trẻ, nhưng từng cái tu vi, cư nhiên không có yếu hơn thất giai vũ vương, tuy là tuyệt đại đa số ở thất giai sơ kỳ, nhưng nếu là thẳng đợi ở Bách Triều Chi Tri Địa, bọn họ chỉ sợ cả đời đều không thấy được thịnh huống như thế. chương 1111, truyền thừa mở, đây chính là bắc thiên vực sao, trong mấy người tâm chấn động, trước đây chỉ cảm thấy thất giai vũ vương, đã cực kỳ đáng sợ, hôm nay sau khi đi ra, mới biết thiên chi lớn, thất giai vũ vương ở bên ngoài, chỉ là vừa khởi bước mà thôi. Tần Trần vừa ra tới, lại hướng chắc thanh phong cùng Nam Cung Ly hỏi chấp pháp điện sự tình. Chấp pháp điện sự tình, vẫn là Tần Trần cực kỳ quan tâm trác thanh phong nói mấy ngày này ta và nam cung ly tìm hiểu một cái chấp pháp điện như trước phong tỏa bắc thiên vực mỗi cái thế lực đồng thời cũng vẫn còn ở nghiêm gia đề ra nghi vấn bất quá trình độ nghiêm khắc dường như yếu một ít nam cung ly nói có lẽ không bao lâu nữa các nàng sẽ dừng lại lục soát chứ dù sao chuyện này đi qua hơn một tháng chấp pháp điện thẳng tìm không được hung thủ tung tích thậm chí đừng nói là tung tích liền một điểm manh mối cũng không có chấp pháp điện thậm chí đi tới các đại hoàng cấp thế lực âm thầm tìm hiểu nhiều tin tức cũng không có một cái như vậy sử dụng cốt tiên võ hoàng cường giả, hiện tại chấp pháp điện bên trong thậm chí đã có người nghi ngờ có phải hay không không phải bắc thiên vực ngoại lai võ giả phạm án. Dù sao võ hoàng cường giả ở Bắc Thiên Vực không phải là cái gì hạng người vô danh, bất kỳ cái gì một cái võ hoàng cường giả chỉ cần ở Bắc Thiên Vực hành tàu qua, tất nhiên sẽ có một chút manh mối lưu lại, tuyệt sẽ không giống như cốt tiên cường giả một chút như vậy vết tích cũng không có. Đây cũng là chấp pháp điện xa vào mộ khu, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ trực tiếp đem mục tiêu đặt vào các đại hoàng cấp thế lực, bởi vì chỉ có hoàng cấp thế lực mới có võ hoàng cường giả thường lui tới, còn vương cấp thế lực căn bản cũng không có tìm hiểu, càng không cần phải nói là bách triều chi Tri địa loại này vắng vẻ nhất vương cấp thế lực. Biết được tin tức này sau, Tần Trần gật đầu, nhưng hắn trong lòng cảnh giác cũng không có buông lơi. Thượng quan Hy Nhi có thể đem phiêu miểu cung ở 300 năm trong thời gian, phát triển trở thành như vậy một cái quái vật lớn, cũng thành lập được chấp pháp điện, tổ chức tình báo, tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh tráng, một khi bị phát giác, nhất định cực kỳ nguy hiểm, chỉ có cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, mới có thể cam đoan bình yên vô sự. Rất nhanh, qua nửa ngày, ầm, toàn bộ thành thị đều là phát ra thật lớn tiếng nổ, vô luận ở cái góc nào đều có thể nghe rõ, mà khi mọi người đi tới lúc, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút, lại có thể phát giác yêu kiếm thành trên bầu trời lại có một thanh thật lớn kiếm ảnh huyền phù. Kiếm kia ảnh chi bên trên, vô số huyết thú lao nhanh, có phi long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có người tham ăn các loại dị thú lao nhanh, cấu thành một bộ minh mông cảnh tượng. Cuối cùng, thật lớn kiếm ảnh chạm xuống, rơi vào kiếm hình trên tháp cao địa phương, đứng vững ở đó, liên tiếp thiên địa. Yêu kiếm truyền thừa, mở, đi, yêu kiếm truyền thừa mở, mau đi qua, siêu siêu siêu, ở đó thật lớn kiếm ảnh lúc xuất hiện, yêu kiếm thành các nơi đều hiện ra vô số võ giả, những võ giả này, mỗi cái khí thế bất phàm, hơn nữa cực kỳ trẻ tuổi, thoáng chốc hóa thành từng đạo lưu quang, hướng yêu kiếm thành khu vực nòng cốt yêu kiếm tông chỗ nhanh chóng lao đi đi, chúng ta cũng đi qua đi. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết bọn họ lời nói, thân hình thoát một cái, cũng hướng yêu kiếm tông chỗ lao đi. Bọn họ vốn là ở yêu kiếm thành khu vực nòng cốt, sau một lát, liền đã tới kiếm hình tháp cao chỗ, chỉ thấy kiếm kia hình tháp cao trên, một đạo sương mù kiếm quang phóng lên cao, tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Mà tháp cao phía dưới, đã có vô số võ giả tụ tập, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều thấy người đông nghìn nghịt. Ít nhất, có một hai ngàn người không thôi, đây cũng quá nhiều đi, Chắc thanh phong bọn họ không nói gì, từng cái chấn động, nhiều người như vậy đều là đến tranh đoạt yêu kiếm truyền thừa. Người kia dừng bước, trừ tham gia yêu kiếm truyền thừa võ giả, dư người, đứng ở quảng trường ở ngoài, không được đến gần yêu kiếm quảng trường. Ngay chắc thanh phong bọn họ chuẩn bị lướt vào kiếm hình tháp cao phụ cận thời điểm, nhiều đội người mặc áo giáp vũ vương cường giả đi về tuần tra, nhanh chóng đem chắc thanh phong cùng nam cung ly cản lại. Hai vị, bọn người tham gia không yêu kiếm truyền thừa, xin thỉnh lui ra phía sau. Này mọi người mã, cả người khí thế biêu hãn, lưng đeo lợi kiếm, hiển nhiên đều là yêu kiếm tông đệ tử, ở đây duy trì trật tự. Trần Thiếu, chúng ta hai cái liền chờ ở bên ngoài hai vị khải hoàn quay về. Trác Thanh Phong vội vàng chắp tay một cái, trước khi tới bọn họ cũng nghe qua, yêu kiếm truyền thừa mặc dù không hạn chế tu vi, cũng không hạn chế võ giả lai lịch, nhưng đối với tuổi lại có hạn chế. Phải là 36 tuổi trở xuống võ giả mới có thể nhận yêu kiếm truyền thừa, đây không phải là yêu kiếm tông quy định, mà là yêu kiếm truyền thừa cứng nhắc quy định. Từ cổ trí kim, nhiệm kỳ trước yêu kiếm truyền thừa mở, liền chưa từng có vượt quá 36 tuổi võ giả có thể đi vào trong, lâu ngày, vì phòng ngừa hỗn loạn, yêu kiếm tông cũng liền định ra quy củ như vậy, chỉ có tham gia truyền thừa người mới có thể đi vào kiếm tháp phía trước quảng trường. Là tà, hai người thân hình thoát một cái, rơi vào trong đám người. Lúc đầu, trên sân võ giả vô số, tần trần cùng U Thiên Tuyết hai người tiến nhập, căn bản sẽ không dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào. Thế nhưng U Thiên Tuyết thực sự khí chất quá mức phi thường, thế cho nên ở hỗn loạn như thế cảnh tượng trong, đều hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì yêu kiếm truyền thừa còn không có chân chính mở, mỗi một lần kiếm hình hư ảnh xuất hiện sau, cũng không đại biểu yêu kiếm truyền thừa cũng đã mở, khoảng cách yêu kiếm truyền thừa chân chính mở. Ít nhất, còn cần nửa ngày, sở dĩ mọi người lúc này mới có rỗi rãnh xem chừng. Gì, cô gái này là ai, hảo mỹ nữ một dạng. Chẳng lẽ là thiên nữ môn thánh nữ? Không đúng, thiên nữ môn người chưa bao giờ cùng nam tử cùng một chỗ, thoạt nhìn không giống. Yêu kiếm thành phố Cận Vương cấp thế lực, dường như không có như thế hai cái thiên tài chứ? Phủ Cận đám người rung động, nghị luận ầm ĩ, có thể đi vào quảng trường võ giả, liền không có một vượt quá 36, bọn chúng đều là huyết khí phương cương niên kỷ, khả năng hấp dẫn bọn họ, trừ Bắc Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy thiên tài ở ngoài, giống như U Thiên Tuyết loại này xinh đẹp nữ tử cũng đồng dạng có thể. Hôm nay chứng kiến U Thiên Tuyết, không ít người lộ ra si mê ánh mắt, ánh mắt nồng nhiệt, liên đới nhìn tần trần ánh mắt cũng biến thành khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần có tài đức gì, có thể cùng đẹp như vậy nữ kết bạn mà đi? Trong vài tên thiên tài càng là ánh mắt lập loè, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là muốn cách làm muốn tới tìm Tần Trần phiền toái. Cách đó không xa, hứa vọng tự nhiên cũng ở trong đám người chứng kiến U Thiên Tuyết, hai mắt tức khắc lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ bất quá bây giờ Hàn Lập đại nhân còn không có xuất hiện, hắn tự nhiên không tốt xuất đầu. Chính trong lúc nóng này, vù vù, đúng lúc này, một cổ hùng vĩ đáng sợ uy áp cuồn cuộn mà qua theo yêu kiếm tông phía sau trong nháy mắt lướt đi đến bốn đạo nhân ảnh trong ba người là nam tử một nữ tử ba người đàn ông người mặc yêu kiếm tông đệ tử hạt giống áo lót tỏa ra ánh sáng lung linh tiêu sái tột đỉnh còn cô gái kia tóc người uyển chuyển ánh mắt liên tục ở giữa phảng phất thu thủy lưu động vô cùng động lòng người mau nhìn lại yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống từ yến hàn lập thủy nhạc thanh lãnh tinh phong bốn người này vừa xuất hiện tức khắc đưa tới xuống sóng to gió lớn đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn đi. Chương 1112, quần hùng tụ tập. Đây chính là yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống sao? Quá mạnh, như vậy khí thế, khó trách có thể trở thành đệ tử hạt giống. Đó là tự nhiên, yêu kiếm tông chính là chúng ta yêu kiếm thành trong phạm vi mạnh nhất cái thế thiên kiêu, đại biểu chúng ta yêu kiếm thành mặt tiền của cửa hàng, bọn họ không mạnh, còn có ai cường? Bất quá nghe đồn này tứ đại đệ tử hạt giống, tu vi đều sàn sàn với nhau, chẳng phân biệt được cao thấp cũng không biết ai mới là độc nhất vô nhị thiên kiêu. Thì nhìn lần này yêu kiếm truyền thừa, chỉ cần có thể ở nơi này yêu kiếm trong truyền thừa có chút đột phá, tự nhiên đem độc hưởng thứ nhất đệ tử danh hiệu, trở thành yêu kiếm tông duy nhất tông tử. Không sai, yêu kiếm tông bổ nhiệm này tứ đại đệ tử hạt giống, đã có không ít năm tháng, hiện tại thì nhìn ai có thể đi tới sau cùng, tin tưởng lần này yêu kiếm truyền thừa là có thể tra ra manh mối. Đám người nghị luận, kích động không thôi, tần trần ở một bên nghe, không khỏi nhìn hơn bốn người hai mắt này bốn gã thiên tài trên thân khí tức tất cả bất phàm vậy mà tất cả đều là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương khoảng cách thất giai hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn lấy chừng 30 tuổi tuổi lại bước vào đến một bước này cảnh giới sau này trở thành bát giai võ hoàng cũng có hy vọng khó trách sẽ trở thành yêu kiếm tông đệ tử hạt giống người nhậm chức môn chủ kế tiếp người dự bị này yêu kiếm thành đúng là tàng long ngọa hồ, u thiên tuyết ánh mắt lạnh lùng bộc phát ra lãnh mang trong nội tâm nàng hiện ra mãnh liệt chiến ý như vậy thiên tài nàng nếu thẳng đợi ở bách triều chi tri địa căn bản không khả năng nhìn thấy chỉ có đi ra hẻo lánh chi địa mới có thể nhìn thấy này bách khả tranh lưu một màn tiến thêm một bậc bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ tứ đại đệ tử hạt giống xác định không giống bình thường hơn nữa bốn người sinh ra tự yêu kiếm tông đều là kiếm đạo cao thủ lại là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương lần này yêu kiếm truyền thừa sau phỏng chừng bốn người đều có thể bước vào thất giai hậu kỳ cảnh giới một thanh âm đột nhiên sau lưng tần trần vang lên Tần Trần quay đầu nhìn lại, cũng là Diệp Vô Đạo. Gia hỏa này thật đúng là bám dai như đìa, thất giai hậu kỳ sao? Tần Trần cười nhạt, thất giai hậu kỳ thiên tài trẻ tuổi, xác định không giống bình thường, nhưng kiếp trước cái tuổi này thời điểm, hắn cũng đã là võ hoàng cường giả, đương nhiên sẽ không có cái gì giật mình. Đời này bởi vì khởi điểm quá thấp, Tần Trần hiện nay vẫn chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương. Nhưng, hắn còn trẻ, hôm nay cũng chỉ có 19. Đến này tứ đại đệ tử hạt giống tuổi, Tần Trần tự xưng là bản thân hoàn toàn không phải này tứ đại đệ tử hạt giống có thể so sánh. Bất quá tần trần cũng rất rõ ràng, cái này không có gì đáng giá tự ngạo, đối thủ của hắn là chấp pháp điện, phiêu miểu cung, hiên viên đế quốc, hôm nay hắn, thiếu quá xa, căn bản không đủ xem. Nhị đệ, không có gì lớn sợ tiểu quái, người ánh mắt nếu chỉ có bọn họ, như vậy đời này, có lẽ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Diệp vô danh ở một bên thản nhiên nói, nhìn chăm chăm phía trên tứ đại đệ tử hạt giống, trong ánh mắt có nóng rực chiến ý. Trên người hắn, có kiếm đạo khí thức bay lên, cao ngạo không gì sánh được. Này Diệp vô danh ngược lại có chút ý tứ, tần trần khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười, có thể nhìn ra được, này Diệp vô danh đối tứ đại đệ tử hạt giống cũng không ưa, mặc dù không rõ ràng này hai huynh đệ cuối cùng đến từ thế lực kia, nhưng có thể bồi dưỡng được Diệp vô danh, hẳn không phải là hạng người vô danh. Kèm theo tứ đại đệ tử hạt giống vào sân, từng tên một vũ vương thiên tài, liên tục quán chú, trên sân nhân số, nhanh chóng trồng lên. Mỗi xuất hiện một gã thiên kiêu, đám người đều có thể vì vậy rung động, nghị luận âm ỉ. Mà tứ đại đệ tử hạt giống thì đứng ở yêu kiếm quảng trường phía trước nhất, không chỉ là bọn họ tu vi mạnh nhất, thân là chủ nhà, bọn họ tự nhiên cũng là nhân vật thủ lĩnh. Kèm theo bốn người xuất hiện, trên sân đám người trong nháy mắt phân tán ra, không ít võ giả vây quanh ở bốn người bên cạnh thân, cư nhiên tạo thành bốn cái bất đồng trận doanh. Bốn phe cánh, có nhiều có ít, chung, duy nhất nữ đệ tử từ yến người bên cạnh là ít nhất, trừ cái đó ra, hàn lập cùng thủy nhạc thanh người bên cạnh nhiều nhất, rằng co với nhau địa vị ngang nhau xem ra lần này tông tử chắc là ở Hàn lập cùng Thủy Nhạc Thanh trong hai người xuất hiện đúng vậy a à, nghe đồn lãnh tinh phong người này thực lực bất phàm thế nhưng cực kỳ cao ngạo sở dĩ đầu nhập vào kẻ khác không nhiều lắm Hàn lập cùng Thủy Nhạc Thanh thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau nhưng đều trầm ổn tĩnh táo là làm đại sự người còn Tử Yến chỉ là tên nữ tử yêu kiếm tông trong lịch sử còn chưa từng có nữ tử đảm đương tông chủ coi như thiên phú cao tới đâu một nữ lưu hạng người lại có thể gánh này trước trách lớn muốn trở thành tông tử, So không chỉ là thiên phú, nhân mạch, thủ đoạn đồng dạng không thể khinh thường, mà trúc chỉ cần xem mỗi đệ tử hạt giống bên cạnh người ủng hộ, lại có thể nhìn ra mánh khóe. là ai nói nữ lưu hạng người không thể đảm đương trước trách lớn? đột ngột một đạo ngọt nhu mềm yếu thanh âm vang lên, người chưa tới, chỉ là thanh âm này cũng làm người ta tâm chỉ thần mê, trong đầu phát lên vô tận mơ màng. đây là một cái thế nào mỹ nữ dụ người? quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa chân trời một gã cô gái áo vàng lăng ba mà tới. Nàng người mặc nhũ hoàng sắc quần dài, da thịt tuyết trắng, một cái mặt cười càng là đẹp đến mức kinh người, so với U Thiên Tuyết cũng ít chỗ thua kém. Bất quá, nàng cặp mắt quá mức quyến rũ, giống như có linh tính giống như, nói nàng nội tâm, để cho người ta tim đập thình thịch. Nàng vóc người uyển chuyển, toàn thân tản mát ra một cổ thành thục nữ tử vị đạo, nên lồi chỗ lồi, nên đất lõm địa phương lõm, linh lung thích thú, một đôi chân đẹp đạp sóng tới, không có lấy giày, càng không có lấy tất, khéo léo linh lung chân đẹp như là hai mảnh trơn chuột bảo ngọc, thơ móng chân đều là làm màu hồng, nhiễm vào mê người sơn móng tay. Tất cả mọi người ánh mắt đều xem thẳng, không chỉ là nam nhân, thậm chí ngay cả không thiếu nữ một dạng đều bị hấp dẫn, toàn thân tản mát ra yêu mị khí thức, để cho người ta có loại muốn mãnh liệt bảo hộ kích động, muốn hung hăng ôm vào trong ngực, điên cuồng dày vò. Là thiên nữ môn thánh nữ Trần Tư Tư, cô gái này vậy mà cũng tới. Thiên nữ môn thế nhưng bác thiên vực tiếng tăm lừng lẫy tông môn, cùng ta yêu kiếm thành ngang nhau, vậy mà cũng có thiên tài qua đây đám người kinh hô thiên nữ môn là bắc thiên vực một không yếu hơn yêu kiếm tông hoàng cấp thế lực tông môn đều là nữ tử đồng thời tất cả đều tu luyện mỹ công ở bắc thiên vực có uy danh hiền hách thiên nữ môn nữ tử chẳng những mỹ công cường đại tu vi cũng rất đáng sợ có rất ít hoàng cấp thế lực sẽ cùng thiên nữ môn làm lộn tung lên bởi vì thế lực sau lưng quá mạnh như thế một đám nữ tử cấu thành tông môn thường thường không ai dám trêu chọc tỷ tỷ muội muội không đến được tính muộn chứ trần tư tư cười nhạt ở vạn chúng trúc mục phía dưới, thân hình thoát một cái, rơi ở từ yến bên cạnh, dáng vẻ uyển chuyển, uyển chuyển nắm chặt eo thon, để cho người ta muốn nhập chỉ có. Trần Tư Tư ở từ yến bên cạnh vừa đứng, tức khắc hấp dẫn nhiều võ giả ánh mắt, trong lúc nhất thời, từ yến một bên nhân khí đại trấn. Có thể kéo đến thiên nữ môn thánh nữ hỗ trợ, đây là bực nào mặt mũi. Dù cho đối phương là xem ở yêu kiếm truyền thừa mặt mũi, cũng không thể khinh thường. Ha ha ha, bản thiếu sẽ không có tới chậm đi. Đúng lúc này, cười dài một tiếng, chỉ thấy một gã thanh niêm nam tử như chim nhạn vậy tiến nhập quảng trường, hắn dáng vẻ cuồng phong, cả người tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chương 1113, tới cửa khiêu khích. Phong Hành Tông Dương Lăng, hạ nhân đều kinh hô, nhận ra đối phương, Phong Hành Tông, tương tự là một cái không kém gì yêu kiếm tông hoàng cấp thế lực. Dưới con mắt mọi người, Dương Lăng lay động thân hình, trực tiếp rơi vào thủy nhạc thanh bên cạnh. Dương huynh, thủy huynh, hai người chắp tay, cười ha ha, có Dương Lăng trợ trận, Thủy Nhạc Thanh một phương khí thế tăng mạnh. Không đợi mọi người thở nổi, lại là một cái thiên kiêu giá lâm. Ừm, um, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồng bạo kinh khí phấp phới, như thần long trao liệng cửu thiên, bá đạo khí thế ngang dọc ra, khiến cho người hô hấp dồn dập, huyết khí trong cơ thể không khoái. Đây là người người mặc nam tử áo bào xanh, dáng vẻ cuồng phóng, như là một đạo kiếm quang, phạch một cái, trực tiếp rơi vào hàn lập bên cạnh thân. Thiên la hoàng triều đỗ thanh thành, thiên la thập kiệt đám người chấn động mãnh liệt từng cái không khỏi kinh hãi này nhưng là một cái so yêu kiếm tông còn muốn đáng sợ quái vật lớn thiên la chi danh bắc thiên vực người phương nào không hiểu giờ này khác này vô số cường giả tập hợp chỉ có lãnh tinh phong bên cạnh không có cường giả tụ lại mặt khác tam đại đệ tử hạt giống bên cạnh thân vốn có hoàng cấp thế lực cao thủ hàng đầu trợ trận mùi thuốc súng dày vô cùng thời gian trôi qua rất nhanh trên sân tụ tập ít nhất mấy nghìn người hai bên dựa theo mỗi cái trận doanh đứng chung một chỗ hàn lập đại nhân hàn lập bên người hứa vọng coi chừng tới gần cẩn thận từng ly từng tí nói ra ồ hàn lập cười rộ lên biết hứa vọng vì chuyện gì hắn cười nhạt nói trước đắc tội ngươi là tên nào đỗ thanh thành cũng tò mò nhìn sang hứa vọng mừng rỡ trong lòng biết hàn lập là muốn vì mình xuất đầu liền nhất chỉ tần trần nói hàn lập đại nhân chính là tiểu tử kia còn có bên cạnh hắn vị cô nương kia chính là thuộc hạ theo như lời cô nương kia theo hứa vọng ánh mắt nhìn lại Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành trong nháy mắt liền thấy Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, con này vừa nhìn, hai người trong con người phút chốc toát ra lượng sắc. Trừ Trần Tư Tư bên ngoài, trên sân lại có như vậy nữ tử. Hàn Lập tức khắc thở dài nói, so dung mạo, tự yến đã gọi là tuyệt sắc, nhưng so với U Thiên Tuyết vẫn còn kém như vậy một chút, trên sân trong mọi người, cũng liền Trần Tư Tư cùng có thể đi U Thiên Tuyết đồng nhất. Nhưng Trần Tư Tư khí chất là quyến rũ, nghị hoặc, cái loại này từ bên trong ra ngoài khí thức để cho sở hữu võ giả đều đối xuất hiện một loại mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt nhưng u thiên tuyết bất đồng nàng giống như một đoán nở rộ ở tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên hoa một dạng cho người ta một loại trước đó chưa từng có kinh diễm cảm giác phảng phất phàm trần trong nở rộ không cốc u lan cái loại này khí chất yêu nhã cao quý ha ha hàn huynh nghĩ không ra người yêu kiếm thành lại có như vậy nữ tử đỗ thành thành luôn luôn cao ngạo say mê võ đạo nhưng lúc này cũng vì u thiên tuyết dung mạo tươi đẹp thán phục lên tiếng, ánh mắt bên trong, có chứa mãnh liệt thưởng thức vị đạo. Ha ha ha, Đỗ Huynh, nếu là hy vọng, không bằng ta ngươi đem cô gái này bắt. Hàn Lập cười nói, hai người ở đây chuyện trò vui vẻ, đưa tới vô số ánh mắt nhìn kỹ, tức khắc, không chỉ có là Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành, toàn bộ trên quảng trường ánh mắt, đều trong nháy mắt rơi vào tần trần cùng U Thiên Tuyết trên thân. Bạch, Hàn Lập thân hình thoát một cái, liền đã tới tần trần phía trước, cao cao tại thượng nhìn tần trần nói, tiểu tử, trước là người ở tại yêu kiếm thành dương oai, kích thương hứa vọng. Người có biết hứa vọng là bản thiếu người. ở nơi này yêu kiếm thành làm tổn thương ta người, người chuẩn bị giải thích thế nào? Hàn lập vừa qua đến, lại lạnh lùng mở miệng, cả người cao cao tại thượng. Hắn cũng có như vậy khí, yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, ở yêu kiếm thành, đây còn không phải là đi ngang, cho dù là hoàng cấp thế lực thiên tài nhìn thấy hắn, cũng muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Trung quanh không ít người thấy thế tất cả đều đều lui lại, thầm nghĩ tiểu tử này muốn xong đời, ở yêu kiếm thành đắc tội yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, này không phải là tìm chết sao. Kế trước mắt, chỉ có ngoan ngoãn dập đầu nhận thua cầu xin tha thứ, mới có một chút hy vọng sống. Nào ngờ tần trần chứng kiến hàn lập, không có bất kỳ vẻ cung kính, chỉ là lật qua mí mắt, không nhịn được nói, ngươi là ai. Bản thiếu nhận biết ngươi sao, cần hướng ngươi giải thích, mọi người chấn động mãnh liệt, từng cái tráng váng đầu. Gia hỏa này ngốc phải không, cũng dám cùng hàn lập nói lời như vậy, đây là tự tìm cái chết tiết tàu A. Đúng là, hàn lập khí sắc tức khắc trầm xuống, ở dưới con mắt mọi người, tần trần như thế nói chuyện với hắn, hiển nhiên là căn bản không để hắn vào trong mắt. Bất quá, hắn không có trực tiếp phát tác, mà là lạnh lùng nói, bản thiếu hàn lập, yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Há, nguyên lai là yêu kiếm tông đệ tử, người cầu kiến bản thiếu có chuyện gì? Cầu kiến ngươi, mọi người không khỏi đều là thổ huyết từng cái khí sắc trắng bệch đại ca đứng ở ngươi đối diện thế nhưng yêu kiếm tông đệ tử hạt giống người dám nói thế với không muốn sống sao còn vậy mà nói cầu kiến ngươi, cho dù là hắn hoàng cấp thế lực tông tử, thánh tử, cũng không tư cách nhường hàn lập đi cầu kiến đi. Tiểu tử này thật ngông cuồng đi, sợ không phải kẻ ngu u, ai, thật tốt một cô nương, cư nhiên đi theo một cái kẻ đần độn Hàn lập cũng tức đến run, hận không thể trực tiếp một cái tát đem tần trần đập chết ở nơi này, bất quá ở yêu kiếm tông địa bàn, hắn ngược lại không dám như thế tùy tiện động thủ, nếu không sau này truyền đi, ảnh hưởng yêu kiếm tông danh tiếng, hắn chẳng phải là thành yêu kiếm tông tội nhân có còn muốn hay không làm tông tử tiểu tử trước ngươi ở nhất mộng thiên thu khách sạn trước cửa đã thương ta cấp dưới hứa vọng hôm nay bản thiếu tới trước chính là muốn cho hứa vọng đòi cái công đạo hàn lập đè nén giận dữ nói ầm um, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra như núi lửa phun trào hứa vọng ta có đả thương ngươi người sao bản thiếu làm sao không nhớ rõ tần trần không xem ra gì nói hứa vọng thoáng cái đi tới tần trần phía trước cả giận nói tiểu tử Người ở đây nhất mộng thiên thu trước khách sạn đả thương ta, nhanh như vậy liền quên. Tần Trần liếc hứa vọng một cái, nhàn nhạt nói, người nói ta đả thương ngươi, có chứng cứ gì sao? Lấy ra cho mọi người xem xem, yêu kiếm tông người, liền vô lý như vậy sao? Hừ, trên mặt ta thương chính là chứng cứ, còn nữa, còn có. Hứa vọng còn muốn nói mình hoa cúc thụ thương, nhưng còn có cả buổi nhưng vẫn là không nói ra. Tiểu tử, người mới vừa đả thương người, cũng không dám thừa nhận. Hàn lập ở một bên cười nhạt, ô, ta nghĩ lên, tần trần trên dưới quan sát hai mắt hứa vọng, nguyên lai là người cái này đang đồ tử, làm sao, người này là thủ hạ của ngươi. Nói cách khác, hắn là như vậy người yêu kiếm tông người. Người này vừa lên đến, liền miệng đầy phun phân, người yêu kiếm tông chẳng lẽ đều là những hóa sắc này. Làm càn, hàn lập giận tím mặt, này bằng với là nói xấu hắn yêu kiếm tông, một khi truyền đi, chẳng phải là để cho hắn mất hết mặt mũi. Chẳng lẽ các người yêu kiếm tông dám làm như thế, cũng không cho phép bản thiếu nói như vậy sao? Tần Trần cười nhạt, đám người tức khắc xôn xao, kiếm cốc hứa vọng trên sân nhận biết người không ít, luôn luôn là cái hoa hoa công tử, Tần Trần bên cạnh đi theo một cái như vậy mỹ nữ, hứa vọng lên cái gì tư tâm, song phương dẫn tới xung đột xác định rất có thể. Cho dù là hiện tại Hàn Lập xuất thủ, cũng chưa chắc không có coi trọng nàng kia ý tứ. Là ai ở đây nói xấu ta yêu kiếm tông đệ tử? Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, oanh, ngay sau đó, một cổ khí tức đáng sợ hạ xuống tới, trong nháy mắt chân áp tại trên sân sở hữu võ giả trên thân là bát giai võ hoàng cường giả, chương 1114, Thanh Vân Kiếm Tông. ầm người này vừa xuất hiện, khí tức cuồng bạo lại cuồn cuộn ra, chân áp trên sân tất cả mọi người khuôn mặt hoảng sợ, khí sắc trắng bệch, đạp đạp lui lại. Cứ việc trên sân rất nhiều võ giả đều là thiên tài, nhưng tuyệt đại đa số, cũng chỉ là thất giai sơ kỳ vũ vương, thế nào có thể đỡ nổi bát giai võ hoàng cường giả uy áp. Quan trọng hơn, trên sân tới trước tham gia truyền thừa võ giả, cơ hồ có hơn phân nửa đều là kiếm khách, mà yêu kiếm tông, chính là kiếm đạo tông môn, trong môn bát giai võ hoàng ở kiếm đạo tạo nghệ phía trên lại đáng sợ đến bực nào kinh khủng kiếm ý khí thức bao phủ phía dưới làm cho tất cả mọi người đều biến sắc hàn lập gặp qua trưởng giáo hàn lập nhìn thấy người đến biến sắc vội vàng cung kính hành lễ nói cái gì người này là yêu kiếm tông trưởng giáo mọi người hoảng hốt đều ngẩng đầu chỉ thấy ở chân trời một gã người mặc trường bào người đàn ông trung niên chậm rãi hạ xuống người này búi tóc dựng thẳng lên người mặc trường bào màu xanh phiêu giật như tiên tại hắn quanh thân từng đạo kiếm quang quanh quẩn, đây cũng không phải là phổ thông kiếm quang, mà là kiếm khí tản mát, tự nhiên ngưng tụ cả ngày sinh kiếm quang. Chính là một kiếm khách, quanh thân lại bị trong thiên địa tự nhiên kiếm khí quấn quanh. Tần Trần đôi mắt lập tức căng thẳng, đây là kiếm ý ngưng luyện đến mức tận cùng, kiếm ý tự nhiên lộ ra, cùng thiên địa áo nghĩa kết hợp, tạo thành trời sinh kiếm thể. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạng nhân vật này, ở kiếm ý lĩnh ngộ bên trên, tuyệt đối đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Hơn nữa, đối phương tu vi tần trần cũng một cái xem thấu, hiển nhiên đã đạt đến bát giai sơ kỳ đỉnh phong, chân nguyên trong cơ thể ngưng luyện, như vực sâu biển lớn, đáng sợ đến cực điểm. Lại thêm kiếm khách bản thân công kích cường đại, ngự trị tại hắn võ giả trên. Đây là một cái cực đáng sợ cường giả, tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi ở đây nói xấu ta yêu kiếm tông đệ tử. Thân hình hạ xuống. Yêu kiếm tông tông chủ yến thập cửu ánh mắt rơi vào tần trần trên mặt, bá, phảng phất có hai đạo kiếm quang theo hắn trong tròng mắt đâm ra, sáng làm người ta cơ hồ không mở mắt ra được, đồng thời có một cổ đáng sợ kiếm ý hạ xuống, trong nháy mắt bọc lại tần trần. Âm, um, tần trần chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị vô số sắc bén mũi kiếm thiếp thân một dạng băng lãnh kiếm ý quấn quanh tới, khiến cho người không thể thở nổi, có loại trong khoảnh khắc cũng bị vạn kiếm phân thây ảo giác. Xong, người này ở nơi này yêu kiếm thành đắc tội yêu kiếm tông tông chủ, thiên vương lão tử đều cũng không nổi hắn. Tất cả mọi người trông lại thương hại ánh mắt, hư, muốn dùng kiếm ý đè ta, tần trần ánh mắt nổ bắn ra hàn mang, đối phương dùng khác chân áp hắn, có lẽ còn có hiệu quả, nhưng vậy mà sử dụng kiếm ý. Hắn kiếm ý, đã đạt đến ngưng là thật phẩm chất bước, tu vi mặc dù không bằng đối phương, nhưng kiếm ý lĩnh ngộ so với đối phương, chắc chắn mạnh hơn. Vù vù, tần trần trong cơ thể bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý, cùng bọc lại hắn yến thập cửu thả ra ngoài kiếm ý trợt đan vào một chỗ. Xuyên, trong hư không bộc phát ra im lặng kiếm quang, đây là kiếm ý sen lẫn ảnh hưởng hoàn cảnh hiện tượng. Si, người này cư nhiên ngăn trở lão phu kiếm ý, có ý tứ, lần này yêu kiếm truyền thừa vậy mà có thể gặp được một cái có thể đem kiếm ý ngưng luyện đến mức độ này thiên tài kiếm khách. Yến Thập Cửu nhìn Tần Trần, trẻ tuổi, cùng ngăn trở hắn kiếm ý chân áp võ giả hiếm thấy dồn. Tuy là hắn chỉ là phóng xuất ra một hai phần mười kiếm ý khí tức, nhưng hắn thế nhưng bát sai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, ý hắn trí lực vượt qua bình thường cường đại. Mà đối phương kiếm ý có thể ngăn trở hắn kiếm ý uy áp, hiển nhiên đại biểu cho đối phương ở kiếm ý trưởng khống bên trên đã tiến dần từng bước, dù cho không có đạt đến đỉnh phong cũng không xa. Cảnh giới bực này, hắn yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống cũng chưa chắc đã đạt đến. "Tiểu tử, có ý tứ, có chút ý tứ." Yến Thập Cửu nhìn chằm chằm Tần Trần, liên tiếp nói hai cái có chút ý tứ. "Tiền Bối, không phải ta nói xấu người yêu kiếm tông đệ tử, mà là người yêu kiếm tông đệ tử phải muốn nhằm vào Tại Hạ, ban nãy càng là sẽ đối bản thiếu động thủ, Tại Hạ không có cách nào, chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận, hy vọng Tiền Bối minh giám." Bây giờ còn đang yêu kiếm thành, Tần Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng yêu kiếm tông tông chủ đối kháng liền thấy tốt thì lấy, lớn tiếng nói nói. Há, phải không, Yến Thập Cửu trong con người nổ bắn ra lãnh mang, bỗng dưng nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cổ vô tận áp lực đập vào mặt, liền cúi đầu, cả người tỏa ra mồ hôi lạnh, nội tâm nôn nóng, không biết nên giải thích như thế nào. Cư nhiên kinh động tông chủ đại nhân, sớm biết đến như vậy, hà tất vội vả như thế, cùng yêu kiếm truyền thừa mở, tiến nhập trong truyền thừa sau đó mới xuất thủ cũng không muộn, hiện tại được, để cho hắn giải thích thế nào. Vội vàng nói, trưởng giáo đại nhân, đệ tử cũng là nhất thời nóng ruột, kiếm cốc chính là ta yêu kiếm tông phụ cận vương cấp thế lực, luôn luôn phụ thuộc ta yêu kiếm tông, kiếm cốc đại đệ tử chịu nhục, đệ tử làm đứng ra, cũng là tâm hệ tông môn, không còn hai ý, còn đối phương có cái gì ân oán, đệ tử nhất thời cũng còn không có điều tra rõ ràng. Yến thập cử tiền bối, lúc này vãn bối ngược lại biết, thật là kiếm cốc đại đệ tử hứa vọng ỷ thế hiếp người. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lại là diệp vô danh hắn nhảy tới trước một bước hướng về phía yêu kiếm tông tông chủ yến thập cửu cung kính chắp tay mặt không sợ ý ra đầu mọi người tê dại kinh hãi nhìn diệp vô danh tần trần cũng nghi hoặc xem ra này diệp vô danh lại dám nói chuyện cho hắn lá gan không nhỏ a à? ngươi là yến thập cửu cũng sững sờ nhìn về phía diệp vô danh ánh mắt nổ bắn ra lãnh mang nhưng này vừa nhìn đột nhiên nhướng mày lộ ra vẻ nghi hoặc các hạ họ diệp vãn bối diệp vô danh gặp qua yến thập cửu tiền bối Diệp vô danh chắp tay nói, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ha ha, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là Diệp hiền chất, nếu Diệp hiền chất nói như vậy, tất nhiên không có sai. Yến thập cửu cười rộ lên, không nghĩ tới Diệp hiền chất lần này cư nhiên cũng tới tại yêu kiếm thành, tham gia yêu kiếm truyền thừa, người sư tôn lần này rốt cục cam lòng thả ngươi xuống núi. Xem ra Diệp hiền chất kiếm đạo tạo nghệ, đã đại thành. Đại thành không dám nhận, Yến thập cửu tiền bối quá khen. Diệp vô danh cung kính nói, mọi người khiếp sợ nhìn Diệp vô danh, người này là ai, có thể làm yến thập cửu như vậy nụ cười vẻ mặt xưng hô hiền chất, đây cũng không phải bình thường ngày mới có thể làm được. Ha ha, Diệp hiền chất khiêm tốn, Bắc Thiên vực người thanh vân kiếm tông uy danh hiền hách, có thể để cho thanh vân tử lão ra hỏa kia thả ngươi xuống núi, có thể thấy được chút ít. Yến thập cửu cười ha ha nói, cái gì, thanh vân kiếm tông, tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nhìn Diệp vô danh, người này dĩ nhiên là thanh vân kiếm tông đệ tử. Thanh vân kiếm tông, Bắc Thiên vực khổng lồ đại vật toàn bộ bắc thiên vực cường đại nhất tông môn một trong luận uy danh còn muốn ở yêu kiếm tông trên có bắc thiên vực thứ nhất kiếm tông danh xưng là chỉ là thanh vân kiếm tông luôn luôn không dành thế sự chỉ biết bế quan khổ tu đệ tử ở bắc thiên vực cũng cực ít hành tẩu sở dĩ không hẳn sẽ có bao nhiêu người nhận được thanh vân kiếm tông đệ tử nhưng uy danh lại như sấm bên tai tuyên truyền giác ngộ mà người này dĩ nhiên là thanh vân kiếm tông đệ tử khó trách có thể để cho yến thập cửu thái độ như thế trong sát na dương lăng thủy nhạc thanh trần tư tư từ Yến, Đỗ Thanh Thành, Hàn Lập bọn người ngưng thần nhìn về phía Diệp Vô Danh, còn người mắt bắn quang mang mãnh liệt, lộ ra ngưng trọng vẻ kiêng kỵ. Chương 1115, không chọn vẹn khẩu quyết. Nếu là Diệp Hiền chất mở miệng, tất nhiên không có sai. Yến Thập Cửu cười to sau, nhìn về phía Hàn Lập, quát lên, mất mặt xấu hổ, còn không đi về. Vâng, trưởng giáo, Hàn Lập khí sắc đỏ lên, trong lòng đối tần Trần tràn ngập oán hận, nhưng không dám vi phạm Yến Thập Cửu mệnh lệnh, xoay người trở lại quảng trường phía trước. Còn ngươi nữa, rượt dây ta yêu kiếm tông đệ tử làm ác, nể tình ngươi kiếm cốc phân thượng, lão phu không giết ngươi, cút ra ngoài cho ta, tước đoạt ngươi yêu kiếm truyền thừa tư cách. Bàn tay vung lên, Yến Thập Cửu trực tiếp đem Hứa Vọng sốc lên, phảng phất con gà con một dạng ném ra yêu kiếm quảng trường. Hứa Vọng đầu tựa vào yêu kiếm ngoài sân rộng trên mặt đất, ném như chó gặm cứt, lại nửa câu không dám nói, đầy bụi đất đứng lên, xám xịt chạy mất. Yến Thập Cửu nhìn quét mọi người, lớn tiếng nói: "Chư vị, tại yêu kiếm tông làm việc, luôn luôn chú trọng công đạo, chính là mở yêu kiếm truyền thừa cũng là như vậy, sở dĩ không hạn chế thế lực, tu vi, xem chính là vì để cho ta bắc thiên vực kiếm đạo các võ giả, đều có thể có đề thăng cơ hội, ở kiếm đạo một đường bên trên, càng chạy càng xa. Bọn người giữa hai bên cạnh tranh có thể, nhưng nếu giật dây ta yêu kiếm tông đệ tử làm ác, liền đừng trách bản tỏa không khách khí. Yến thập cửu to thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, đưa tới chung quanh đều nghị luận, đối yêu kiếm tông mỗi cái kính nể không thôi. Xác định, làm một tông môn, trừ yêu kiếm tông bên ngoài, có rất ít tông môn khác sẽ đem lịch lãm, truyền thừa, khảo hạch cơ hội buông ra cho thế lực khác đệ tử, nó thế lực cái nào không phải coi trọng. Của mình, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Tông chủ nói tốt, không hổ là yêu kiếm tông, chúng ta bội phục, mọi người đều hét lớn. Yến thập cửu mỉm cười, hai tay lăng không ấn xuống, lớn tiếng nói, hôm nay khoảng cách yêu kiếm truyền thừa chân chính mở, còn có một đoạn thời gian, bản tọa nơi này có một môn thời kỳ thượng cổ bí thuật, này bí thuật chính là ta yêu kiếm tông theo yêu kiếm trong truyền thừa đoạt được. Nói đến đây, Yến Thập Cửu thở dài, nói chỉ là bí thuật tàn phá, không cách nào thấy được toàn cảnh, hôm nay chư vị thiên tài kiếm khách tập hợp, bản tọa liền thả con săn sắt, bắt con cá rô, chư vị nếu là có thể đem này vài câu tàn quyết phá giải, ta yêu kiếm tông sẽ lấy quý khách lễ đối đãi, dành cho đối phương danh dự trưởng lão chức, sau này, ta yêu kiếm tông kiếm các trong kiếm thuật, mặc cho tu tập. Ha ha, được, Yến Tông chủ hào khí, đúng là bí thuật gì xin thỉnh yến tông chủ cho một trong lãm tất cả mọi người đến hứng thú yêu kiếm trong truyền thừa lấy được tàn phá bí thuật đúng là trọng yếu bao nhiêu có thể để cho yến thập cửu làm ra lớn như vậy hứa hẹn nhất tông kiếm các mặc cho tu tập đây quả thực là toàn bộ tông môn đều hướng mở ra a mọi người đều động tâm yến thập cửu dường như sớm có chuẩn bị lấy ra thật dày một sấp giấy phân phát cho trên sân rất nhiều thiên tài kiếm khách diệp vô danh cùng diệp vô đạo cũng mỗi cái cầm một cái xem xét tỉ mỉ U Thiên Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, có thể để cho yêu kiếm tông tông chủ tôn sùng như vậy thượng cổ bí thuật, đến tột cùng là bảo vật gì. Ngược lại Tần Trần, không có đi cầm, Tần Huynh, chẳng lẽ người hướng về phía thượng cổ bí thuật, không cảm thấy hứng thú. Diệp vô danh nghi ngờ nói, ha ha, Tần Trần mỉm cười, Yến Tông chủ nói long trọng như vậy, này bí thuật, tất nhiên không giống bình thường, tại hạ sao lại không cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá, liền yêu kiếm tông cử tông lực cũng không thể phá giải bằng mấy người chúng ta, muốn phá giải, có lẽ không thể nào đâu. Yến thập cửu kiếm đạo tạo nghệ hắn đã sớm thấy được, ở kiếm ý lĩnh vực, đã đạt đến cực cao lĩnh vực, liền hắn đều không có thể phá giải kiếm đạo bí thuật, bọn họ những người này cũng muốn phá giải. Khó, bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, ở U Thiên Tuyết lấy ra thời điểm, cũng đụng lên nhìn một cái. Này thật là một phần tàn quyết, tổng cộng 10 câu khẩu quyết, có 6 câu là hoàn chỉnh, còn lại 4 câu có chút không trọn vẹn, không trọn vẹn chỗ hoặc nhiều hoặc ít, câu có con không trọn vẹn một chữ, có lại lớn bộ phận không trọn vẹn. Tần Trần chỉ xem một câu, ánh mắt lập tức động lại. Hắn có một loại cảm giác, này 10 câu khẩu quyết, hẳn là chỉ là bí thuật này mới đầu một bộ phận, nhưng chỉ chỉ là một cái mở miệng, lại ẩn chứa kiếm đạo cực hạn đạo lý. Trên đời này vẫn còn có bực này kiếm quyết, Tần Trần hoảng sợ, ngưng thần nhìn lại, đem mỗi một câu đều chữ chữ suy nghĩ. Này vừa nhìn, trong cơ thể kiếm ý thức khắc dục dịch, có loại nóng lòng muốn thử, tính toán phá vỡ trói buộc kích động mạnh như vậy, tần trần chấn động, hắn kiếm ý ở người kiếm thuật dưới sự trợ giúp đã đến ngưng luyện thực chất bước, có khả năng đem kiếm ý ngưng luyện thành chân chính kiếm khí, đây cơ hồ là nhiều bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cũng chưa chắc lĩnh ngộ được cảnh giới. tần trần kiếp trước cũng không kém chỉ là đi đến một bước này, nhưng hôm nay kiếm quyết này chỉ là không chọn vẹn 6 câu, nhiên tập lại trong cơ thể kiếm ý như có loại muốn tùy theo đột phá cảm giác này có bao nhiêu đáng sợ, không dám tưởng tượng, tần trần có một loại cảm giác nếu như hắn có khả năng đem 10 câu khẩu quyết bổ toàn, ở kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ bên trên, tất nhiên có thể đi tiến hơn một bước, đạt đến một cái kiếp trước đều chưa từng tiến vào cảnh giới. Khó trách Yến Thập Cửu nguyện ý tốn giá cao như vậy, đi phá giải kiếm quyết này, nếu là thật có thể phá ra, toàn bộ yêu kiếm tông thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, lấy được một cái chất bay vọt, thậm chí vì vậy một lần đạt đến toàn bộ Bắc Thiên vực đều chú mục tình trạng. Tần Trần dám khẳng định, ở Yến Thập Cửu trong tay, tất nhiên còn có nửa phần dưới khẩu quyết, chỉ bất quá không có lấy ra mà thôi không chỉ có là tần trần, hắn kiếm khách cũng đều đều cảm giác được này 10 câu khẩu quyết đáng sợ, bởi vì khi bọn hắn nhẹ nhàng duyệt 6 vị trí đầu câu khẩu quyết thời điểm, kiếm khí trong cơ thể dục dịch, phảng phất tự động muốn tiến hành sinh trường, đột phá. Không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhẫn nại không ngừng, căn cứ này 6 câu khẩu quyết tiến hành tu luyện, đồng thời tính toán bộ toàn này còn lại 4 câu khẩu quyết. Vù vù, một bên u thiên tuyết trên thân, cũng tản mát ra một cổ khí thế ác liệt, hiển nhiên không tự chủ được, vận chuyển khẩu quyết này tâm pháp u thiên tuyết dừng lại tần trần mặt hơi biến sắc vội vàng đem u thiên tuyết thức giấc đối mặt u thiên tuyết ánh mắt nghi ngờ trầm giọng nói cái này kiếm đạo khẩu quyết rất huyền ảo có lẽ đã dính đến kiếm đạo quy tắc cảnh giới cao nhất nếu như là hoàn chỉnh bí thuật tu luyện không có việc gì nhưng khẩu quyết này chỉ là tàn quyết một sai lầm sẽ lộng thương bản thân đồng thời tuyệt không thể sai một chữ bằng không gượng ép tu luyện chính là tự tìm đường chết cái này cùng đan phương rất giống một cái đan phương thường thường liên quan đến có vài chục loại dược liệu cùng với hơn 10 trên trăm cái quá trình luyện chế, toàn bộ quá trình nhất định phải rất hoàn mỹ, dược liệu tỷ lệ cùng chủng loại nhất định phải không có một chút sai lầm. Một khi phát sinh một điểm sai lầm, mạnh mẽ luyện chế, chỉ sẽ luyện chế ra phế đan, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. U Thiên Tuyết có tần trần ngăn cản, nhưng hắn kiếm khách thì chưa chắc có vận tốt như vậy. A, à, một gã kiếm khách hai mắt đỏ chó nhìn chằm chằm trong tay khẩu quyết, mạnh mẽ vận chuyển, tính toán đột phá, nhưng đột nhiên ở giữa, kêu thảm một tiếng, cả người trong cơ thể bạo dũng ra một cổ ngập trời kiếm khí, cả người phốc nổ tung ra, hài cốt không còn. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trong nháy mắt. Ít nhất, có hơn 10 người bị trong cơ thể dũng động kiếm khí chém giết, hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong gió. chương 1116, truyền thừa mở, này hoảng sợ một màn, đem tất cả mọi người cả kinh đều tỉnh táo lại, hoảng sợ nhìn bạo làm huyết vụ hơn 10 người. Ở nơi này là cái gì kiếm quyết, căn bản là thuật giết người. Mọi người đều nhìn về phía Yến Thập Cửu, nói Yến Tông Chủ, này đến là chuyện gì xảy ra. Yến Thập Cửu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, vội vàng nói, chư vị, bản tòa quên mất nói, này không chọn vẹn bí thuật, cực kỳ đáng sợ, nếu là bản thân kiếm đạo tu vi không đủ, một khi gượng ép tu luyện, sẽ dẫn động trong cơ thể kiếm ý, đưa tới chặt đứt bản thân sinh cơ, sở dĩ, ở không có thể phá giải sau cùng bốn câu khẩu quyết trước, chư vị cũng không cần tu luyện bậy bạ, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Mọi người nghe nói như thế, kém chút thổ huyết đều không nói gì nhìn yến thập cửu trọng yếu như vậy sự tình người bây giờ mới nói đều đã người chết nói ra có ích lợi gì yến thập cửu trên mặt cũng có vẻ lúng túng liền đối một bên yêu kiếm tông chấp sự vung tay lên nói mấy người các ngươi điều tra một cái chết là thế lực kia võ giả những người này là bởi vì ta yêu kiếm tông mà chết không thể không có tiếng tăm gì tìm được đối phương thế lực chỗ dân ta yêu kiếm tông bồi thường vâng tông chủ vài tên chấp sự lập tức xuống bắt đầu tiến hành điều tra Mọi người thấy như vậy một màn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là đối với trong tay không chọn vẹn bí thuật, hứng thú càng sâu, có thể để cho thất giai vũ vương cấp kiếm đạo cường giả nổ lên bí thuật, cuối cùng đáng sợ đến bực nào. Từng cái đều ngưng thần nhìn lại, mày trao mặt ủ, liên tục thử nghiệm phá giải. Tần Trần cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Yến Thập Cửu, này Yến Thập Cửu trước chắc là cố ý không đem chỗ thiếu hụt nói ra, bởi vì ở mọi người không tự chủ được lúc tu luyện, tần trần rõ ràng phát giác này yến thập cửu đang quan sát trên sân mỗi cá nhân trên người kiếm ý tình huống, hiển nhiên là muốn lợi dụng trên sân rất nhiều kiếm khách đến thay hắn thí nghiệm này không chọn vẹn bí thuật, tốt hoàn thiện trong nội dung. Thật đúng là hảo thủ đoạn, tần trần trong lòng cười nhạt, lại không nói toạc ra, ánh mắt rơi vào không chọn vẹn bí thuật trên, trong cơ thể kiếm ý, nhỏ nhẹ huy động, cũng bắt đầu nếm thử. Có thể để cho kiếm khách lúc thời điểm tu luyện, kiếm ý bành trướng, thậm chí để cho tu luyện giả tự động bạo thể kiếm đạo bí quyết, Tần Trần cũng không nhịn được hiếu kỳ, muốn dò xét trong thần bí. Đương nhiên, hắn không giống kẻ khác một giảm trực tiếp vận chuyển, mà chỉ là lợi dụng một cổ kiếm ý, đi tiến hành dò xét. Gì, Tần Trần lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình vận chuyển thời điểm, trong đầu ngự kiếm thuật, lại tùy theo cùng nhau vận chuyển, hai đạo lực lượng, hòa làm một thể. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, bản thân ngự kiếm thuật cùng này không chọn vẹn bí thuật, vốn là nhất thể này vô cùng có khả năng, bản thân ngự kiếm thuật, chính là theo cổ nam đô truyền thừa đoạt được, thuộc về viễn cổ bí thuật một trong, nghịch thiên nhất kiếm đạo vũ kỹ một trong. Mà không chọn vẹn bí thuật, hiển nhiên cũng là một loại viễn cổ kiếm đạo bí thuật, hai bên có cái gì sâu xa, cũng cũng không ngoại ý. Thí nghiệm một chút, tần trần đem ngự kiếm thuật cùng này không chọn vẹn bí thuật kết hợp với nhau, đồng thời vận chuyển. Vù vù, trong cơ thể hắn kiếm ý, mơ hồ rung động, chỉ một thoáng, nguyên bổn đã đạt đến cực hạn ngự kiếm thuật, vậy mà lần thứ hai có đề thăng làm sao có thể tần trần kinh hãi ngự kiếm thuật cộng phân tam trọng đệ nhất trọng là cơ bản nhất ngự kiếm thuật có thể thao túng phi kiếm cách không giết địch chỉ có thể làm đơn giản điều chỉnh linh hồn lực càng mạnh thao túng khoảng cách càng xa ở độ linh hoạt bên trên so với bình thường ám khí chân bảo phải kém hơn một chút đệ nhị trọng tâm động kiếm động chân chính làm đến như cánh tay khô sử giết địch bất quá một ý niệm lại tốc độ cực nhanh như nhìn thoáng qua linh hồn lực càng mạnh tốc độ cũng càng nhanh Đến này nhất trọng, sẽ so với bình thường ám khí chân bảo đáng sợ phía trên nhiều. Còn như đệ tam trọng, còn lại là ngự kiếm thuật chân chính áo nghĩa chỗ, nhân kiếm hợp nhất, có thể phân hóa ra chân nguyên phi kiếm, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người. Lúc trước Tần Trần ở Thiên Ma Bí cảnh thời điểm, cũng đã đem ngự kiếm thuật đệ tam trọng nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ, làm đến có khả năng ngưng luyện chân nguyên kiếm quang tình trạng. Nhưng hôm nay, hắn ngự kiếm thuật sốt cuộc lại có loại muốn đề thăng đột phá cảm giác, điều này làm cho Tần Trần làm sao không giật mình chẳng lẽ đệ tam trọng nhân kiếm hợp nhất cũng không phải là ngự kiếm thuật cảnh giới cao nhất chỉ là đệ tam trọng ngự kiếm thuật cũng đã đáng sợ như vậy nếu là ngự kiếm thuật lại tăng lên nữa vậy là cái gì cảnh giới cái môn này bí thuật ta nhất định phải lấy được rất có thể này không chọn vẹn bí thuật cùng ngự kiếm thuật có liên hệ nào đó giờ này khắc này tần trần quyết định phải lấy được này không chọn vẹn bí thuật chỉ là đây là một môn tàn quyết mà là vẫn là ở trong tay người khác cũng không phải là nói có thể được có thể có được Trước đem những thứ này không chọn vẹn khẩu quyết diễn luyện một phen. Tần Trần tỉ mỉ nghiên cứu những khẩu quyết này, theo câu đầu tiên bắt đầu, chậm rãi tu luyện, chuyện cổ quái phát sinh, khi hắn tu luyện tới đệ thất câu không chọn vẹn khẩu quyết thời điểm, không chọn vẹn chỗ, vậy mà một cách tự nhiên ở trong đầu hắn bổ toàn lên. Hắn có một loại cảm giác, cái này là hoàn toàn chính xác. Hẳn không sai, này không chọn vẹn bí thuật, tuyệt đối cùng người kiếm thuật có liên quan, hơn nữa vô cùng có khả năng là cùng một người sáng lập. Chỉ có như vậy mới có thể nói rõ vì sao người kiếm thuật sẽ cùng này không chọn vẹn bí thuật xuất hiện cộng hưởng, tự động bổ toàn, bằng không căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Ngay sau đó, Tần Trần tiếp tục tu luyện, bắt đầu bổ toàn còn lại ba cái không chọn vẹn câu. Bên kia, Diệp Vô Danh bọn người là vắt hết óc, minh tư khổ tưởng. Tuy là bọn họ không có người kiếm thuật, nhưng là biết cái môn này kiếm đạo đáng sợ, không khỏi muốn phá giải trong bí ẩn. Chỉ tiếc, liền yêu kiếm tông cử tông lực đều không cách nào phá giải bí thuật, bọn họ làm sao có thể phá vỡ từng cái trầm tư suy nghĩ, lại không giải quyết được vấn đề. Một bên kia, Tần Trần cũng đã đem này không chọn vẹn bí thuật triệt để bổ toàn, trong sát na, Tần Trần trong cơ thể kiếm ý dũng động, dường như muốn đột phá trói buộc, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào thành công. Đáng tiếc, đây chỉ có một trang giấy, chính là 10 câu khẩu quyết mà thôi. Tần Trần trong lòng hơi động, xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, yêu kiếm tông cuối cùng chỉ có này 10 câu khẩu quyết, vẫn có còn lại bí thuật. Tâm tư lưu truyền Tần Trần cũng không có trực tiếp đứng ra, hướng Yến Thập Cửu cho biết mình đã bổ toàn pháp quyết. Đây quả thực muốn hù chết người, kẻ khác tân tân khổ khổ như vậy thì đều không có thể đi nghiên cứu ra pháp quyết, người xem vài lần liền bổ toàn, quá dụ cho người chú mục. Hơn nữa, bây giờ nói ra đến, vạn nhất yêu kiếm tông ôm khác tâm tư, ở người khác trên bàn, Tần Trần muốn chạy trốn cũng rất khó. Xem ra, cũng đem hy vọng phóng trên người bọn hắn. Tần Trần ngẩng đầu, mắt nhìn hàn lập đám người, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, này hàn lập mấy người, thân là yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, nói không chừng sẽ biết một vài thứ. Hừ, tiểu tử này, nhìn liền có thể ác, cùng tiến nhập yêu kiếm trong truyền thừa, bản thiếu định phải cho hắn đẹp mặt, cho hắn biết đắc tội ta Hàn Lập kết quả. Hàn Lập trong lòng giữ tận hô, hơn một canh giờ đi qua, cũng không ai có thể giải mở bí thuật. Yến thập cửu trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, đồng thời, oanh một tiếng, đứng vững ở kiếm hình trên tháp cao địa phương cử kiếm hư ảnh chợt rung động, một cái to lớn môn hộ, trong nháy mắt hiện ra tại chỗ có người phía trước yêu kiếm truyền thừa, rốt cục mở, chương 1117, kiếm ý kết giới. Yêu kiếm truyền thừa rốt cục mở, phía trước cánh cửa kia, chính là truyền thừa bí cảnh sao. Trên quảng trường, mọi người kinh hô, đều ngẩng đầu, nhìn cánh cửa kia trong tản mát ra khí tức kinh khủng, trong lòng không nhịn được hoảng sợ. Trong cánh cửa kia, hào quang lưu truyền, một tia sương mù kiếm ý quanh quẩn, tản mát đi ra, khiến cho trên sân sở hữu kiếm khách môn, đều tâm thần đong đưa, ánh mắt trực câu câu ngưng mắt nhìn phía trước, không cách nào rời đi. Đồng thời, theo cánh cửa kia trong liên tục tản mát ra một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn, hấp dẫn trên sân sở hữu kiếm khách môn. Vù vù, đột nhiên, một đạo vô hình vầng sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng tầng một mỏng như lụa mỏng vậy kiếm quang tơ lụa, từng tia từng sợi từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ kiếm hình tháp cao bao vây ở trong, ánh kiếm bảy màu như nước chảy liên tục lên xuống, lưu động như là cực quang rực rỡ, mỹ lệ một màn làm cho vô số võ giả rung động trong lòng cùng say sưa. Chư vị, yến thập cửu to thanh âm vang tới, truyền khắp toàn bộ quảng trường, yêu kiếm truyền thừa đã mở, bản tọa đại biểu yêu kiếm tông, hoan nghênh chư vị anh kiệt tham gia lần này yêu kiếm truyền thừa, mọi người hẳn là đều thấy phía trước kiếm quang bình chướng, đây là yêu kiếm truyền thừa từ chủ tản mát xuất kiếm ý kết giới, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời đạt đến yêu kiếm truyền thừa thấp nhất khảo hạch muốn cầu kiếm khách, mới có thể đi vào trong, nhận truyền thừa. Hiện tại, bản tọa tuyên bố, yêu kiếm truyền thừa, đúng là mở, hy vọng mọi người ở bên trong đều có thể lấy được bản thân thỏa mãn thu hoạch kèm theo yến thập cửu to thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào kiếm hình bên ngoài tháp cao kiếm quang bình chướng trên. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là kiếm ý kết giới sao? Nghe đồn yêu kiếm tông đối truyền thừa võ giả cũng không có hạn chế, nhưng yêu kiếm truyền thừa bản thân sẽ sát hạch võ giả, chính chỗ này kiếm ý kết giới khảo hạch sao? Ha ha, bản thiếu ở lục giai võ tôn tu vi, lại đã lĩnh ngộ kiếm ý, chính là kiếm ý kết giới, há có thể làm khó ta chúng ta đi thôi ở mọi người nghị luận bên trong rất nhiều võ giả đều bắt đầu động thân ba ba bá, bá từng đạo kịch liệt tiếng xé gió lên xông lên phía trước nhất đúng là yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống cùng đỗ thanh thành cùng thiên tài tốc độ bọn họ cực nhanh giống như từng đạo lưu quang đơn giản phá vỡ kiếm quang kết giới dẫn đầu sông vào kiếm quang trong kết giới thân hình cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại đi chúng ta cũng xuất phát tứ đại đệ tử hạt giống cùng rất nhiều hoàng cấp thế lực cường giả đi vào còn lại kiếm khách môn cũng đều hóa thành từng cổ một hồng thủy nhằm phía kiếm ý kia kết giới kịch liệt tiếng xé gió chi chít xạ liếc nhìn lại ít nhất có hơn ngàn người không ngừng làm người ta líu lưỡi ầm um, một gã thoạt nhìn hơn 30 tuổi thanh niên đụng vào kiếm ý kia kết giới bên trên không giống với khác võ giả đơn giản tiến nhập cả người lập tức liền bị xa xa bắn bay ra ngoài miệng phun tiên huyết trên thân xương cốt cũng không biết đoạn mấy cái vô cùng chật vật ha ha vượt quá 36 tuổi cũng muốn tiến nhập không có người có thể giấu giếm được kiếm ý kết giới có võ giả thấy thế cười to, ầm um, lại là một gã thanh niên đụng vào kiếm ý kết giới bên trên, ở kết giới phía dưới ném một cái mông tảng nhếch nhác không thôi. lại là thế lực kia đệ tử, không có lĩnh ngộ kiếm ý cư nhiên cũng muốn đi vào, người này căn bản không phải kiếm khách chứ? cũng tới tham gia yêu kiếm truyền thừa, đây không phải là khôi hài sao? một ít vượt quá tuổi, hoặc giả ở kiếm ý phương diện không đạt tiêu chuẩn võ giả tâm tồn may mắn tính toán xông vào trong, tự nhiên bị kiếm ý kết giới nhếch nhác bài trừ bên ngoài, trở thành chúng nhân trên miệng trò cười yêu kiếm truyền thừa, là kiếm khách truyền thừa, nhưng thế nào phán định một gã võ giả là không phải kiếm khách, dựa là cái gì? Là kiếm ý, mặc kệ người võ giả kia tu luyện công pháp là cái gì, thủ đoạn mạnh nhất là cái gì, muốn đi vào kiếm ý kết giới, cơ bản nhất một cái điều kiện, chính là muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Đây đã là yêu cầu thấp nhất, dù sao, liền kiếm ý đều chưa từng nắm giữ, thế nào gọi là một gã chân chính kiếm khách. Lúc trước, Vương Khải Minh cùng U Thiên Tuyết cũng đều là ở địa cấp giai đoạn cũng đã lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý. Bình thường kiếm khách ở ngũ giai tông cấp thường thường cũng có thể lĩnh ngộ, mà liền kiếm ý đều không lĩnh ngộ, đừng nói là kiếm đạo cao thủ, căn bản liền kiếm khách cũng không bằng. Trong sát na, trên sân cơ hồ tất cả mọi người tiến nhập kiếm ý trong kết giới, tiếp đó, chính là kiếm ý này khảo hạch, chỉ có ngăn trở kiếm ý trong kết giới kiếm ý, lại có thể tiến nhập truyền thừa bí cảnh trong cánh cửa, nhận truyền thừa. Toàn bộ kiếm ý kết giới, khoảng cách truyền thừa bí cảnh cổng vào dài đến trăm trượng, trung tâm tới gần môn hộ cổng vào, kiếm ý uy áp lại càng mạnh một khi không trụ được, liền sẽ bị đẩy ra kiếm ý kết giới, mất đi nhận truyền thừa cơ hội. Ha ha, đơn giản như vậy khảo hạch, há có thể qua không? Chư vị, đi trước một bước, đi trước đi vào hàn lập cùng đỗ thanh thành cười ha ha một tiếng, dáng vẻ cuồng phóng, hắn nhìn cũng không nhìn, tốc độ không giảm, bay thẳng đến kiếm hình trên tháp cao địa phương môn hộ bay vút đi, coi chung quanh áp bách tới kiếm ý làm không có gì. Vù vù, hàn lập cùng đỗ thanh thành chỗ đi qua, bên cạnh hai người kiếm ý đều tránh, phảng phật chủ động mở ra một cái lối đi, mặc cho hai người lướt vào phía trên kiếm quang trong cánh cửa, biến mất. Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành phía sau, Tự Yến, Trần Tư Tư, Lãnh Tinh Phong, Thủy Nhạc Thanh, Dương Lăng mấy người đồng dạng bay vút lên, một cái vô cùng dễ dàng, căn bản không bị kiếm ý trong kết giới áp bách, ung dung tiến nhập truyền thừa bí cảnh bên trong. Đây cũng quá khoa trương chứ, vừa mới phát sinh cái gì, kiếm ý này trong kết giới kiếm ý làm sao tất cả đều nhường đường ra, chủ động tùy ý bọn họ vào tiến nhập bí cảnh đúng vậy a à, chẳng lẽ này yêu kiếm truyền thừa còn nhận thức hay sao? đám người chấn động nghị luận âm ỉ cái gì nhận thức một đám kẻ đần độn rõ ràng là hàn lập đám người ở kiếm ý lĩnh ngộ phía trên cực kỳ nghịch thiên ban nãy chủ động phóng thích kiếm ý vứt bỏ kiếm ý kết giới áp bách lúc này mới tạo thành một cái kết quả như vậy yêu kiếm tông đệ tử hạt giống ở kiếm ý lĩnh ngộ phía trên có lẽ ít nhất đạt đến cảnh giới đại thành sao lại lưu ý như vậy kiếm ý áp bách thật là có quá ngu nhưng rất nhanh có người giải thích cùng dòng lộ tiếng diễu cợt lai động thân hình phía dưới trực bước truyền thừa cổng vào trong nháy mắt nhập vào trong mặc dù không như thủy nhạc thanh bọn họ ung dung thoải mái nhưng cũng là vô cùng đơn giản không vì ngăn trở hiển nhiên ở kiếm ý lĩnh ngộ bên trên không giống bình thường đi chúng ta cũng đi vào tần trần đã sớm nhìn ra những thứ này cùng u thiên tuyết nói một tiếng thân hình thoát một cái hiu hiu hai người đi qua cánh cửa kia liền lập tức biến mất đi thôi nhị đệ chúng ta cũng đi vào Diệp vô danh cùng Diệp vô đạo hai người theo sát tần trần, cũng dễ dàng tiến nhập bí cảnh. Trên thực tế, toàn bộ trên sân mấy nghìn người trong. Ít nhất, có 90% ở trên võ giả, đều ung dung tiến nhập bí cảnh bên trong. Dù sao kiếm ý này khảo hạch, chỉ là tuyển lọc xuống một ít thật giả lẫn lộn kiếm khách, bình thường chỉ cần đem kiếm ý lĩnh ngộ được tiểu thành, lại đủ để thông qua. Mà dưới tình huống bình thường, một gã thất giai vũ vương cấp bậc kiếm khách, nếu là liền tiểu thành kiếm ý đều không đạt đến, vậy căn bản chính là không có tiền đồ chút nào ông ông vù vù, đi vào ánh kiếm bảy màu môn hộ về sau, tần trần tức khắc cảm giác như là theo trong vũng bùn đi qua, tràn ngập trệ sắp cảm giác, nhưng đi qua cánh cửa này sau, lại đột nhiên có loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Tần trần phát hiện mình đứng ở một tòa vách núi trước, đập vào mi mắt, là từng chuôi thông thiên kiếm trụ, núi thẳng hướng sâu thẳm vách núi chỗ sâu, trong mây mù. chương 1118, Bách Kiếm Chi Đạo Lúc này tất cả mọi người đứng ở lấy vô số kiếm trụ trước, ngưng mắt nhìn phía trước, nhìn về phía vách núi chỗ sâu phần cuối, mặt khác một bên thiên địa. Đây cũng là yêu kiếm truyền thừa cửa thức nhất khảo hạch, kiếm đạo đường. Tần Trần đếm một chút này vô số kiếm trụ, không nhiều không ít, vừa vặn một trăm lẻ một cái. Đây chính là cái gọi là trăm kiếm đại đạo, kiếm đạo đương nhiên không chỉ một trăm đạo, nhưng ở đây lại lấy chừng một trăm chỉ đại. Mà vượt qua một cái, xưng là vô thượng kiếm đạo. Tần Trần phát giác, những thứ này kiếm đạo đường, cũng không phải là giống nhau như đúc, theo hai bên đến chính giữa, kiếm đạo con đường, từ hẹp đến rộng trong chín người cái kiếm đạo, đều chỉ có rộng một trường, một đường hôi sắc, cùng phổ thông kiếm thể không có gì khác biệt, nhưng chính giữa 11 cái còn lại là không giống tầm thường. 10 cái làm ngân, một cái là kim, đây chính là bách kiếm chi đạo, chính giữa cái kia kim sắc kiếm đạo, nghe nói là vô thượng kiếm đạo. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đồn chỉ cần có thể leo lên kim sắc kiếm đạo người, nhất định có thể trở thành cửu thiên vũ đế, trong kiếm đế vương, cao nhất, không biết ta có thể không thể đi vào trong. Ngươi, nghĩ quá nhiều đi, đừng nói là vô thượng kiếm đạo, cho dù là thập đại kiếm đạo, chỉ sợ cũng không hẳn có thể đi leo lên, nghe đồn chỉ cần có thể leo lên thập đại kiếm đạo người, liền nhất định trở thành võ hoàng cường giả, nhưng ngươi cũng đã biết, yêu kiếm truyền thừa mở nhiều năm như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu ít người có thể đi leo lên thập đại kiếm đạo. Đường sao, bao nhiêu, chưa đủ 50 chi số, nhưng có thể đi leo lên, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bát giai võ hoàng cường giả, yêu kiếm tông nhiều lần đảm nhiệm tông chủ và thái thượng trưởng lão. Nghe đồn yêu kiếm tông đệ nhất đảm nhận tông chủ, chính là mở yêu kiếm truyền thừa, về sau bước trên đạo thứ nhất thập đại kiếm đạo, cuối cùng ở kiếm đạo cảm mộ, bay vào đột phá, bước vào võ hoàng cảnh giới, ngươi có thể sánh vai yêu kiếm tông đệ nhất đảm nhận tông chủ. Lợi hại như vậy, trong lịch sử leo lên nhiều nhất kiếm đạo, đến tột cùng là ai? Là 300 năm trước yêu kiếm tông đệ bát đảm nhiễm tông chủ, linh kiếm hoàng, nghe đồn người này năm đó 27 tuổi, lấy thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương cảnh giới, kích hoạt 93 đạo kiếm nói, cuối cùng trở thành bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, uy trấn Bắc Thiên vực. Linh kiếm hoàng, nghe đồn là Bắc Thiên vực mạnh nhất kiếm khách một trong, năm đó ở bát giai trung kỳ đỉnh phong, lấy vô thượng kiếm ý, từng chém giết một gã bát giai hậu kỳ võ hoàng cự phách, danh trấn Bắc Thiên vực, khẩu tiến nhập vũ vực sau, mai danh ẩn tích, chưa hề trở ra qua. Cái gì? Mạnh nhất một cái cũng mới kích hoạt 93 đạo kiếm nói, như vậy vô thượng kiếm đạo, cuối cùng muốn bực nào kiếm đạo tu vi mới có thể kích hoạt. Đám người chấn động, nghị luận âm y Tần Trần cũng ngưng mắt nhìn phía trước 101 cái kiếm đạo, mỗi một cái đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí tức, ở giữa nhất một cái, liền hắn đều cực kỳ hoảng sợ. Hơn nữa hai bên 90 cái hôi sắc kiếm đạo, chỉ có rộng một trường, chính giữa 10 cái ngân sắc kiếm đạo thì trở thành hai trường, mà ở giữa nhất kim sắc kiếm đạo cũng là có trọn vẹn rộng ba trường, tản mát ra đáng sợ sắc bén kiếm ý, sông thẳng trời cao. Đồng thời, ở mọi người nghị luận bên trong, hắn cũng minh bạch kiếm này đại đạo độ khó. Nghe đồ này yêu kiếm tông ở nơi này Bắc Thiên vực đã có hơn 1.000 năm lịch sử, vô số năm qua, cũng chỉ có 38 người có khả năng bước trên 10 cái ngân sắc kiếm đạo, bình quân lại, mỗi trăm năm, thậm chí chỉ có 2, 3 người. 100 năm thời gian, cũng chỉ có 2, 3 người có thể đi bước trên ngân sắc kiếm đạo, có thể thấy được độ khó to lớn. Vậy phải như thế nào mới có thể kích hoạt kiếm này đại đạo? Rất đơn giản, người nhất định phải đứng ở kiếm đại đạo trước, lấy trong lòng đi dẫn động, phóng xuất ra bản thân mạnh nhất kiếm đạo cảm ngộ, lại kích hoạt hai bên kiếm đạo, Người kiếm đạo cảm ngộ có thể đi bước trên cái nào một cái kiếm đạo, cái nào một cái kiếm đạo liền sẽ phát quang, người có thể bước trên cuối cùng kích hoạt cái kia kiếm đạo, còn sau. Kiếm đạo, lại không thể bước lên, bằng không liền sẽ trượt chân rơi xuống vách núi, mà từ nơi này trên vách đá té xuống đi võ giả, không chỉ là bị loại bỏ truyền thừa tư cách, thậm chí không nghe nói có việc lấy đi ra. Ở chỗ này, người cũng đừng nghĩ phi hành, muốn thông qua khảo hạch, nhất định phải dẫn động kiếm đạo, theo kiếm đạo trên đi qua. Mọi người hít một hơi lãnh khí, vốn là còn người muốn trực tiếp bước lên phía sau kiếm đạo, xem kết quả một chút có bao nhiêu đáng sợ, hiện tại vừa nghe, rơi xuống vách núi liền sẽ mất mạng, đều bỏ đi ý niệm trong đầu. Bọn họ chạy tới, là tới đón bị truyền thừa, cũng không phải là đi tìm cái chết. Ở chung quanh người nghị luận thời điểm, đã có người tiến lên dẫn động kiếm đạo, rất nhiều người, vì vậy rất nhiều kiếm đạo cũng không ngừng chớp động hoa quang, giống như đang khải đàn một dạng vô cùng náo nhiệt. Tuy là mỗi lần đều biết 10 người tiến lên dẫn động kiếm đạo, đưa tới vô số hôi sắc kiếm đạo liên tục lập lòe, nhưng mỗi người cuối cùng dẫn động cái nào một cái kiếm đạo, nhận biết đều có thể rất rõ ràng, phảng phất hai bên hấp dẫn. Nhưng như trước mọi người nghị luận, không có một người có thể dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Một trăm năm cũng chỉ có hai, ba người có khả năng leo lên đi, cái nào đều là trong kiếm chi vương, cái thế thiên kiêu, tuyệt không phải tùy ý một cái thiên tài kiếm đạo lại có thể dẫn động. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bắc Thiên Vực ở Thiên Vũ Đại Lục tương đối rất lại phía sau duyên cớ, nếu là này yêu kiếm truyền thừa xuất hiện ở vũ vực, có thể đi kích hoạt ngân sắc kiếm đạo người, tuyệt đối sẽ nhân với không chỉ gấp 10 lần. Sau một lát, đã có mấy trăm người dẫn động kiếm đạo, đều bước vào kiếm đạo bên trong, nhập vào vô biên sương mù, biến mất ở tầm mắt mọi người. Nhưng trong dẫn động nhiều nhất một người, cũng chỉ là 76 cái kiếm đạo mà thôi. Vù vù, bỗng nhiên một cổ sắc bén kiếm khí cuồn cuộn ra, làm cho nguyên bản đứng ở rất nhiều kiếm đạo trước kích hoạt kiếm đạo kiếm khách môn đều lui lại, quay đầu nhìn lại. Đều tránh ra lạnh lùng thanh âm vang lên, trong đám người thủy nhạc thanh chậm rãi đi ra, khí sắc lãnh đạm, lòng tin mười phần. Lại yêu kiếm tông đệ tử hạt giống thủy nhạc thanh, còn có phong hành tông dương lăng, hắn đệ tử hạt giống cũng lên tới, không biết bọn họ có thể hay không dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Này cũng không nhất định, phải biết rằng trong lịch sử, cũng không phải là mỗi một đảm nhiệm yêu kiếm tông đệ tử hạt giống đều có thể dẫn động ngân kiếm kiếm đạo. Đám người nghị luận, từng cái ngưng thần xem ra, ánh mắt nồng nhiệt. Đệ tử hạt giống, đại biểu yêu kiếm tông có đủ nhất thiên phú thiên tài, bọn họ có thể đi dẫn động cái nào một cái kiếm đạo, không ai có thể đi suy đoán. Ha ha, nếu mọi người giấu giếm, bản kia thiếu liền thả con săn sắt, bắt con cá rô. Thủy Nhạc Thanh đi tới, miệng hàm cười nhạt, tứ đại đệ tử hạt giống trước không ai chủ động tiến lên, không phải khiêm nhược, mà là ai cũng không muốn đệ vừa ra mặt, tốt bị người phía sau nhìn ra bài, dù sao một khi đi lên kiếm đạo, người phía sau dẫn động bao nhiêu cái là căn bản nhìn không thấy. Mà cuối cùng một cái đi lên kiếm đạo người, lại có thể thông qua trước mọi người dẫn động kiếm đạo số lượng để suy đoán đối phương trên kiếm đạo tu vi cùng cảm ngộ. Đi tới trăm kiếm đại đạo trước, Thủy Nhạc Thanh bắt đầu dẫn động kiếm đạo đường. Ông 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 ông, kèm theo điều thứ nhất kiếm đạo sáng lên, phía sau kiếm đạo tức khắc lấy tốc độ kinh người sáng lên, chớp mắt liền sáng lên ước chừng 80 cái kiếm đạo, đồng thời vẫn còn ở liên tục lan ra. Tốc độ như thế, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người líu lưỡi, mắt lộ ra khiếp sợ. Chương 1119, 92 cái thật nhanh chóng tốc độ, không hổ là tứ đại đệ tử hạt giống, trong nháy mắt liền dẫn động 80 cái kiếm đạo, trước nhiều nhất một người cũng liền dẫn động 76 cái kiếm đạo a. Xác định đáng sợ, không biết thủy nhạc thanh có thể hay không dẫn động ngân sắc kiếm đạo, cũng có thể đi, nếu như ngay cả tứ đại đệ tử hạt giống đều không cách nào làm đến nói, đó cũng quá không nói được. Không nhất định, yêu kiếm truyền thừa mở nhiều lần như vậy, mỗi lần đều có người dẫn động ngân sắc kiếm đạo sao? Chỉ sợ không phải đi. Ngược lại, không có ai dẫn động ngân sắc kiếm đạo số lần cũng không ít. Nói cũng có đạo lý, mọi người đối thủy nhạc thanh có thể hay không dẫn động ngân sắc kiếm đạo, đều tin tâm không thôi, có người cho rằng nhất định có thể, cũng có người cảm thấy khả năng không lớn. Ông ong ong, từng ngọn hôi sắc kiếm đạo liên tục phát quang, 83 cái, 85 cái, 88 cái. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm thứ 89 cái kiếm đạo cũng sáng lên lúc, tất cả mọi người là mở to hai mắt, không tự chủ được khẩn trương. Đến, có được không, còn một lúc sau, thứ 90 cái phổ thông kiếm đạo phát quang, sau đó, phù vù một cái, thứ 91 cái, cũng chính là điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo còn lại là phát ra hào quang, phía trên đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí thức, phảng phất có một đạo vừa dày vừa nặng kiếm ảnh từ đó nổ bắn ra đến vậy. Đây là võ hoàng cấp bậc uy áp, cho dù là trên sân cường đại nhất vũ vương cũng không có thể thừa nhận, khí sắc trắng bệch. Bất quá, Thủy Nhạc Thanh cũng là không bị ảnh hưởng chút nào, phảng phất lấy được kiếm đạo tán thành, lại có thể khỏi bị như vậy uy áp. Không hổ là thủy nhạc thanh, chơi ạ, à, hắn vậy mà thật thôi động ngân sắc kiếm đạo, hắn trên kiếm đạo lĩnh ngộ cuối cùng đạt đến mức nào. Ngân sắc kiếm đạo tán thành hắn, chẳng phải là đại biểu hắn sau này nhất định bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới. Lần trước ngân sắc kiếm đạo sáng lên, vẫn là hơn 100 năm trước sự tình chứ. Tất cả mọi người là dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Thủy Nhạc Thanh, người đàn ông này tạo ra một cái kỳ tích. Thế nhưng làm mọi người không nghĩ tới là, ở kích hoạt thứ 91 cái kiếm đạo sau, Thủy Nhạc Thanh cũng không có dừng lại kích hoạt, trong cơ thể kiếm ý lần thứ hai đột nhiên bạo phát. Hắn đây là còn muốn dẫn động nhiều hơn ngân sắc kiếm đạo. A, à, khả năng sao? Trong lịch sử tuyệt đại đa số dẫn động ngân sắc kiếm đạo thiên kiêu, một nửa ở trên cũng chỉ là dẫn động điều thứ nhất mà thôi, hắn còn muốn dẫn động nhiều hơn. Mọi người nín hơi, thanh âm đều thấp đến, con người chừng tròn xoe, gắt gao nhìn về phía trước. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp sau, thứ hai ngân sắc kiếm đạo thiểm một lúc sau, cũng chợt sáng lên. Mà Thủy Nhạc Thanh như là dùng hết khí lực một dạng cả người đột nhiên buông lỏng. Nhưng hắn trong con người lại lấp lánh hưng phấn quang mang, 92 cái kiếm đạo, hắn thật dẫn động thứ hai ngân sắc kiếm đạo. Xôn xao, toàn bộ vách núi triệt để sôi trào, vô số võ giả cũng đều hoảng sợ nhìn một màn này. 92 cái, dĩ nhiên là 92 cái. Trong lịch sử có thể đi dẫn động 92 cái kiếm đạo võ giả, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà một lần, Thủy Nhạc Thanh lại thật dẫn động. Ha ha ha, chư vị, ta đi trước một bước. Thủy Nhạc Thanh cười ha ha, hắn cũng thở phào. Hắn mặc dù có mãnh liệt tự tin, nhưng ngân sắc kiếm đạo rõ là quá khó khăn dẫn động, huống chi muốn dẫn động hai cái, hiện tại rốt cuộc thành công, để cho hắn thở phào đồng thời, càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Hơn một nghìn năm đến lại chỉ có chính là 38 người dẫn động ngân sắc kiếm đạo, còn dẫn động hai cái ngân sắc kiếm đạo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Này hơn 10 người trong, thành tựu thấp nhất cũng đạt đến bát giai sơ kỳ võ hoàng, cao nhất, thậm chí đột phá bát giai trung kỳ. Mà hắn cũng trở thành này hơn 10 người trong một thành viên, ít nhất có thể trở thành bát giai sơ kỳ võ hoàng. Không, bát giai sơ kỳ võ hoàng tuyệt không phải hắn mục tiêu, hắn mục tiêu là bát giai hậu kỳ, trở thành yêu kiếm tông trong lịch sử chưa từng có ai cái kia. Tự tin bên trong, Thủy Nhạc Thanh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt bước trên trên sân thứ 92 cái ngân sắc kiếm đạo, biến mất ở trong mây mù. Tiếp xuống được để cho ta đi cùng thủy nhạc thanh một đạo phong hành tông dương lăng theo sát mà đứng ra trong cơ thể kiếm ý khí tức bao phủ tức khắc ông ông vù vù rất nhiều hôi sắc kiếm đạo đều sáng lên chớp mắt cũng đến 80 cái trở lên thật nhanh chóng tốc độ này dương lăng cũng có thể dẫn động ngân sắc kiếm đạo sao thoạt nhìn rất có hy vọng a à, đám người trong nháy mắt kích động phải biết phong hành tông tuy là cũng là bắc thiên vực hoàng cấp thế lực cũng không giống như yêu kiếm tông là thuần túy kiếm đạo tông môn môn hạ đệ tử tu luyện công pháp cùng vũ kỹ khác hẳn nhiên tập kiếm đạo, chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Trên thực tế đây cũng là rất nhiều tông môn đặc tính, chỉ yêu kiếm tông loại này tương đối chuyên nhất tông môn ở ngoài, tuyệt đại đa số tông môn cũng sẽ không hạn chế dưới chướng đệ tử tu luyện công pháp cùng vũ khí. Dù sao mỗi võ giả thiên phú không giống nhau, hạn chế một loại chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ tương lai. Mà Phong Hành Tông Dương Lăng, nghe đồn lại không phải một cái thuần túy kiếm khách. Vì vậy mọi người đối với hắn có thể hay không thắp sáng ngân sắc kiếm đạo, vẫn ôm chút hoài nghi. Dưới con mắt mọi người, Dương Lăng thần tốc thắp sáng rất nhiều kiếm đạo, nhưng đến thứ 90 nói sau, phảng phất đi tới phần cuối một dạng thứ 91 cái ngân sắc kiếm đạo, dường như làm sao cũng không cách nào sáng lên. Quả nhiên vẫn là không được sao, ai, phong hành tông dù sao không phải là thuần túy kiếm đạo tông môn, ở kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, vẫn là kém một chút a. À. Không có cách nào ngân sắc kiếm đạo quá khó khăn dẫn động, đây là một cái thiên tiệp, chính là đỉnh cấp kiếm khách đều cực khó vượt qua. Ai, ngay mọi người cảm thán giữa, chỉ thấy thứ 91 cái kiếm đạo đột nhiên phát quang, một đạo kiếm khí màu bạc phóng lên cao, thẳng vào trời cao. Điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo, rốt cục được thắp sáng. Cái gì, Dương Lăng vậy mà thật dẫn động ngân sắc kiếm đạo, không thể nào, nghe đồn phong hành tông cường đại nhất không phải thân pháp sao. Làm sao này Dương Lăng ở kiếm đạo trên, cũng đáng sợ như thế. Không thể tưởng tượng nổi, mọi người khiếp sợ, cả đám trợn mắt há mồm, liền phong hành tông Dương Lăng đều dẫn động ngân sắc kiếm đạo, này ngân sắc kiếm đạo có tốt như vậy dẫn động sao? Ha ha ha, chư vị, Ta đi trước một bước. Dương Lăng cười ha ha một tiếng, dẫn động điều thứ nhất kiếm đạo sau, hắn nữa không có thêm vào khí lực đi dẫn động tiếp theo cái kiếm đạo, bất quá hắn cũng không để bụng, trong tiếng cười lớn, thân hình nhảy lên, trực tiếp biến mất ở kiếm đạo trên. Nhìn Dương Lăng biến mất thân ảnh, mọi người im lặng. Tuy là hắn còn dẫn động một cái ngân sắc kiếm đạo, nhưng không có ai sẽ cảm thấy so với hắn thủy nhạc thanh yếu, thiếu dẫn động một cái kiếm đạo, chỉ có thể nói rõ hắn ở kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên không bằng thủy nhạc thanh. Mà Phong Hành Tông vốn cũng không phải là lấy kiếm đạo làm chủ, Dương Lăng dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên có có thể đi dẫn động điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo, có thể thấy được tu vi thiên phú đáng sợ, độc nhất vô nhị. Đây tuyệt đối là cái không thể khinh thường thiên chi kiêu tử, cái thế bá chủ.